Tại một hòn đảo, có hai chị em sinh sống với nhau và gần như cô độc ở trên hòn đảo này. Người em là Shichi và người chị là Nanami thì mắc một căn bệnh khiến cơ thể cô rất suy yếu. Hàng ngày, Shichi luôn duy trì võ công và tận dụng công việc để luyện tập cho bản thân. Nanami không biết sao cậu vẫn cố duy trì võ công của môn phái khi nó chắc chắn sẽ kết thúc ở thế hệ này của cậu. Chị gái nghĩ cậu còn lưu luyến cái chết của cha nên mới cố giữ lấy võ công này. Cô cho rằng bản thân giờ như này thì Shichi nên nghĩ đến việc tự đóng thuyền mà rời đảo nhưng cậu nhất quyết không bỏ chị gái lại nên muốn chị đừng nói mấy chuyện ngớ ngẩn như này nữa cậu sau đó đi lấy nước thì phát hiện dấu chân lạ thế là cậu đã tìm đến và gặp được một cô gái cậu hỏi cô là ai và đến đây làm gì cô là người từ đất liền đến và mục đích cô đến đây là để gặp trưởng tộc vô kiếm phái nhưng đó là cha của Shichi và ông đã mất được một năm rồi nghe vậy thì cô đã giới thiệu bản thân là togami tổng chỉ huy của mạc phủ và cô đến đây là để gặp trưởng tộc vô kiếm phái đời mới nhất nên có nghĩa là cô cần gặp cậu nhưng để chắc chắn thì cô muốn kiểm tra thực lực của cậu xem sao cô rút ra một thanh bảo kiếm của một vị thợ rèn nổi tiếng vừa lao lên thì cô đã vấp cục đá mà ngã đập mặt ra đấy mà bất tỉnh cứ thế cuộc gặp gỡ này đã thay đổi số phận của cả hai shichi sau đó đã đưa togami về nhà và chuẩn bị cơm nước đầy đủ mời khách nanami đã hỏi togami là cô đến đây tìm cha họ thì cô có quan hệ gì với ông nhưng thật ra là togami chẳng quen biết gì cả lý do cô đến tìm là có việc muốn nhờ ông giúp đỡ bởi từ trước đến giờ vô kiếm phái chỉ mới có hai người được xem là thuần thục môn võ chết người này nhất đó là tộc trưởng đời đầu và cha của cả hai và cô cũng đã phần nào biết được thực lực của si chi dù bản thân cô bị vấp ngã và chưa thấy cậu thể hiện được gì nhưng cô vẫn muốn mời si chi rời đảo cùng cô và đi thống nhất giang sơn cô đã soạn sẵn kịch bản để ủng hộ si chi ấy thế mà cậu lại từ chối thẳng cậu từ chối vì vô kiếm phái có luật là không được tiết lộ cho kẻ bên ngoài dòng tộc biết và thứ hai là cậu khá kém khoản suy nghĩ nên không muốn quyết định Nanami sau đó đã phải hỏi tiếp chuyện về mục đích của Togami là gì khi nói là muốn thống nhất Giang Sơn. Cô đã hỏi cả hai có biết đến cái tên Shiki Zaki hay không. Người đó là một thợ rèn nổi tiếng nên có thể xem là thiên địch của vô kiếm phái. Nhưng với những người khác thì ông là một thợ rèn cực kỳ tài năng. Cả đời ông đã tách mình khỏi các nước và rèn ra 1.000 thanh kiếm với chất lượng cực cao và phân phát nó cho tất cả các nước. Và điều này đã khiến những nước lớn bắt đầu công cuộc săn lùng những thanh kiếm của ông và chủ nhân trước của Mạc Phủ là người đã gom được hơn 500 thanh kiếm. Thế nhưng chúng chẳng có gì đáng nói vì trong 1000 thanh đó chỉ có 12 thanh mới thật sự là bảo kiếm. Người ta đồn rằng 988 thanh kia chỉ là bản thử cho 12 thanh thật sự này, sức mạnh của mỗi thanh là không thể tưởng nổi. Cả một đội quân cũng có thể bị tiêu diệt bởi một người dùng bảo kiếm. Tuy nhiên giờ đây đa phần người ta chỉ còn nhớ đến những thanh kiếm đó bá đạo ra sao chứ chẳng thể đem ra dùng để chiến đấu. Nhưng Mạc Phủ vẫn e ngại sức mạnh của chúng nên mới phái người đi tìm hết về một chỗ, đại loại thì đã hiểu được vấn đề. Nhưng hai chị em Chi cho rằng nếu đi tìm kiếm, và họ cũng đã biết được phân nửa số kiếm ở đâu thì sao không thuê ninja đi mà làm nhưng họ đã có thuê chúng và rồi chúng ôm cả kiếm mà chạy luôn vì giá trị của một thanh kiếm là đáng cả gia tài nên có tiền cũng khó mà đong đếm được giá trị của nó thế là Shichi nghĩ là nên thuê mấy gã kiếm sĩ thường làm vì danh dự nhưng họ cũng đã tính đến nước đó nốt và rồi kết cục là kiếm sĩ cũng ôm và sử dụng luôn thanh bảo kiếm đó chẳng kiếm sĩ nào có thể cầm bảo kiếm trong tay mà không bị nó cam dỗ do đó nên cô mới phải đến tìm một kẻ không màng tiền bạc và danh dự như người của vô kiếm phái Cô đã một lần nữa mời Si Chi đến Mạc Phủ và giúp cô thu thập toàn bộ thanh kiếm. Nhưng cậu từ chối vì rất phiền và nguy hiểm không cần thiết. Togami nhận thấy cậu không có động lực để làm nên nghĩ là một con người có thể sẽ có động lực khi có tình yêu. Thế là cô muốn Si Chi yêu cô và giúp cô. Nhưng cô gái à, cô ảo tưởng hơi quá mức về bản thân rồi đấy. Đột nhiên cả ba bị những chiếc kunai bay đến tấn công buộc cả nhóm phải né đi. Si Chi thấy nhà bị phá thì tức giận đuổi theo sử tên kia. Togami biết kẻ tấn công cô chính là tên ninja mà Mạc Phủ đã thuê nhưng rồi lại ôm kiếm chạy mất kia nanami đã hỏi là cô có bị ai bám đuôi ngay từ đầu hay không thì togami tự tin bản thân rất cảnh giác và không để tên nào bám theo nhưng rồi nanami đã nhắc cho cô nhớ là cô đến đây bằng thứ gì cô đến bằng thuyền và chỉ có một người trèo thuyền đi theo thế là bí ẩn về cách hắn đến được đây đã rõ và giờ thì nanami biết tên đó sẽ dụ shichi ra bãi biển để đánh và thật sự cả hai lúc này đã ở ngoài biển thật hắn đã đi cùng với togami cả chặng đường trèo thuyền và hắn thật sự ghét cái cách cô cứ chỉ tay năm ngón mà chẳng làm gì hắn sau đó rút thanh bảo kiếm từ trong họng ra trong sự ghê tởm của Shichi. Hắn muốn xử cậu trước và sau đó là Togami, hắn vừa lao lên tấn công thì cậu đã ngay lập tức né tránh. Cậu đã tóm được kiếm và tính bẻ gãy nó nhưng hắn đã kịp rút lại và chi thề sẽ bẻ gãy nó trong lần tới, nhưng hắn đã cho cậu biết thanh kiếm này chắc chắn đến mức nào. Và Togami cũng cho rằng nếu cậu bẻ gãy nó thì Mạc Phủ sẽ ép cô phải chết để đền tội, nhưng cậu chưa hề hứa là sẽ giúp cô, nhưng cô vẫn cho rằng thanh kiếm đó rất giá trị nên đừng dại gì mà bẻ gãy nó. Tên ninja sau đó đã cất kiếm và rồi cho Shichi biết hắn giờ mới quyết định đánh thật. Còn Shichi muốn Togami ra yêu cầu nào thì ra luôn một thể để cậu còn biết. Hắn sau đó đã lao lên và phóng xuống hàng loạt cô này. Shichi đã kịp đưa tay chặn đỡ nhưng sau đó thì đã chẳng còn thấy Togami và tên ninja đâu. Hắn lúc này đã bắt cô đi và trói lại ở một gốc cây. Hắn cho biết hắn đã không ưa cô từ lúc đi chung và đã nghe được những lời cô nói với Shichi trước đó. Hắn cho rằng cô quá ngây thơ khi nghĩ là có thể thuyết phục người khác bằng mấy lời đấy hắn muốn cô về phe hắn và giúp hắn lấy những thanh bảo kiếm còn lại nhưng cô đã từ chối nên hắn đã ngay lập tức bẻ khớp và rồi biến thành cô hắn sau đó còn có được một bộ đồ giống như cô và dự định đi tìm shichi để ám sát cậu cậu lúc này đã quay về nơi đầu tiên mà cậu thấy togami cậu vừa định quay đi thì đột nhiên tên ninja giả dạng togami chạy ra nhưng cậu đã thẳng chân sút một cú khiến hắn không biết bản thân cải trang sai góc nào thật ra cậu chỉ là tiện chân sút luôn chứ cậu còn chưa nhớ kỹ mặt của togami Hắn cho rằng cậu không nên quá tin lời Togami vì Togami một phần cũng là muốn tìm được kiếm và rồi thăng quan tiến chức từ đó, nhưng cậu chẳng quan tâm lắm đến mấy lời hắn nói. Cậu chỉ đơn giản là không ưa hắn ngay từ đầu, nhưng hắn còn cho cậu biết việc cô là con gái của lãnh chúa mà cha cậu đã từng ám sát trong cuộc chiến. Nên hắn nghi ngờ việc Togami chọn cậu giúp đỡ là để lúc nào đó trả thù và cắn sau lưng cậu. Hắn sau đó đã biến hình và đổi sang sử dụng cơ thể của Shichi để đấu với cậu. Hắn lao đến tấn công thì bị cậu gạt bay đi thanh kiếm. Kế đến cậu sử dụng bí kỹ mà bản thân luyện được đó là tung bảy đòn nhưng lại trúng vào tám huyệt trên người đối thủ cậu sau đó tung liên tục bảy đòn và khiến tên ninja gục ngã và trở về hình dạng thật của hắn cậu sau đó đi tìm togami và thấy cô đang mắc kẹt với dây chói cậu thấy một mắt cô đột nhiên trở nên kỳ lạ và cũng cho cô biết là đã kiếm được thanh đầu tiên cậu quyết định là sẽ giúp cô kiếm đủ 12 thanh không phải vì mục đích nào khác mà là vì cậu thích cô thế là chiều hôm đó cả hai đã chính thức lên thuyền trở về đất liền nanami vốn dĩ cũng muốn em trai có lý do để rời đi vì cậu đã tập luyện suốt 20 năm nên giờ cần có đất dụng võ. Togami đã cho Shichi bốn điều luật, đó là không được bày kiếm, phải bảo vệ cô, phải trân trọng bản thân cậu và biết tự bảo vệ bản thân cậu. Cậu đã đồng ý bốn điều luật đó và cứ thế, cuộc phiêu lưu của cả hai bắt đầu. Hành trình về bờ của cả hai trên thuyền khá chênh vênh, đi đến mức Togami say sóng không ngừng. Lúc lên đến bờ, Shichi đã chính thức đặt chân vào xã hội con người. Cậu lúc này trông chả khác gì một đứa nhà quê, người rừng, mặc dù đúng là như vậy. Một cô gái thắc mắc sao cậu không mặc đồ đầy đủ khi trời đang lạnh thì cậu thấy như này là ổn. Nhưng Togami bắt buộc phải kiếm cho cậu một bộ đồ tử tế, cậu sau đó được đưa đi mua đồ dù cậu cho rằng bản thân không cần lắm. Nhưng Togami không muốn bị người ta nói xấu khi đi chung với một kẻ thiếu ý tứ như cậu. Shichi đã than là con người đất liền quá phiền phức và đành phải chấp nhận mua đồ, nhưng rồi khi có đồ mới thì bộ cậu chọn lại không có áo. Đúng chuẩn một kẻ thách thức thời tiết, cả hai sau đó chạm mặt hai tên cướp đường. Chúng muốn Togami nộp tài sản ra nhưng cô bảo chúng khôn hồn thì đừng có rút kiếm. Chúng vừa ngông cuồng rút ra thì liền bị Shichi rút gãy kiếm. Cả hai tên đang mất vía thì Togami phải cản Shichi xuống tay với hai tên này. Cả hai sau đó đã đến nhà trọ để trú lại qua đêm và Togami phải để Shichi người khắp cơ thể để ghi nhớ cô. Vì cậu quá tệ trong việc nhận diện người khác, lý do cô phải làm như này là để tránh cậu xiên nhầm cô lúc chiến đấu cậu sau đó thắc mắc về nơi họ sắp đến thì togami cho biết thanh kiếm họ sắp tìm đến là một thanh có độ dẻo dai cực tốt và cũng có khả năng cắt xuyên gần như mọi thứ nếu xét ra thì thanh họ sắp tìm đây còn khỏe hơn thanh họ vừa lấy được và thanh thứ hai này được giữ bởi một kiếm khách và cũng là một lãnh chúa người đó là jinkaku người này đã từng đánh bại cả một đại quân của mạc chúa và đường đường nắm giữ chức vị chủ nhân của thanh bảo kiếm một tên đứng đầu làng ninja của tên trước kia đã đến tìm jinkaku hòng đoạt lấy thanh bảo kiếm nhưng vừa bước vào thì Kaku đã rút kiếm ra và cất lại rất nhanh còn tên ninja thì không nhận ra việc bản thân đã bị chém làm đôi togami thì đã cho shichi biết về nơi mà jinkaku cai quản vùng đất này đã bị sa mạc hóa nên gần như chẳng còn người sống và không ai hiểu sao hắn vẫn cố chấp ở lại nơi không người này cô cũng muốn shichi nghĩ cho bản thân một khẩu hiệu vì cậu quá thiếu cá tính cô đã viết báo cáo bao nhiêu lần và vẫn không thể nào viết cho cậu nổi bật lên được trận chiến trước thì cô không được chứng kiến nên chẳng thể viết gì và ấn tượng duy nhất với cô về shichi lúc này chỉ là một tên ngốc cười trần cậu cho rằng bản thân làm sao đặc biệt như một tên có thể nuốt kiếm và dùng nhẫn thuật được nhưng cô cho rằng đám ninja cũng có nhiều cá tính đặc biệt riêng và kẻ mà jinca cô vừa xiên cũng là một thành phần mà cô ghi nhớ nhất cô sau đó hỏi xem thử si chi có câu cửa miệng nào không thì cậu chỉ hay nói thật phiền phức và câu này thì quá tệ bởi báo cáo của cô cũng đồng thời là tiểu thuyết về câu chuyện thu thập kiếm của cô và cô cần một nhân vật chính đầy nhiệt huyết chứ không phải một kẻ chỉ biết nói phiền phức và trông thật thiếu động lực cô không muốn người ta nghĩ cô đang ép buộc cậu tham gia chuyến này cô cũng đã soạn sẵn vài câu nên cậu có thể xem thử và áp dụng. Nhưng mấy câu cô chọn toàn mấy câu nghe quá xến xúa hoặc là nghe cũng quá dị và man dợ nên cậu từ chối. Nhưng sau đó cô lại nghĩ được một câu khá hợp với Si Chi là đã đến lúc ngươi bị phanh ra rồi, cậu có thể nói câu này lúc tung ra tuyệt chiêu bảy đòn của cậu. Si Chi nghe thấy khá hay và bắt đầu dùng thử, Togami thấy họ đã dành quá nhiều thời gian cho vụ nhảm nhí này nên muốn tiếp tục hành trình. Dự kiến là đến tối thì họ cũng tìm được nơi ở của Jinkaku. Đến lúc gần chập tối Togami bắt đầu mệt mỏi vì Si Chi đi quá nhanh, nhưng cậu thì cho rằng cô đi chậm là do mặc quá nhiều đồ. Như cậu đây, mặc càng ít đồ càng linh hoạt, nhưng cô cấm cậu cởi cả phần dưới ra. Nhưng cậu đã bắt đầu thấy thích cái quần mà cô mua, họ cũng muốn sớm kiếm nơi nào đó mà nghỉ chân lại tối nay vì Togami không thích ngủ giữa cái sa mạc này. Đột nhiên cô vấp té và phát hiện xác của tên ninja mà Jin đã chém đôi, việc tên đứng đầu một làng ninja lại bị xuyên dễ dàng như này khiến Togami vừa mừng vừa lo. Mừng là việc thanh kiếm vẫn chưa bị lấy đi và lo là về việc Shichi có thể sẽ không thắng được Jin nhưng shichi cho rằng có thể tên jinkaku đấy đã chạy rồi cũng nên nhưng togami hiểu jinkaku là một kẻ không bao giờ bỏ chạy dù cho nơi này có bị bao vây đi nữa việc hắn chưa từng bỏ chạy chứng tỏ hắn là một đối thủ rất đáng gờm shichi nghĩ là nên trở về thì hơn nhưng togami không thích vì lo là để lâu thì sẽ bị đám ninja vượt cô cũng không thích ghi trong tiểu thuyết là họ đã quay đầu chạy khi đã chuẩn bị đến mức này thế là cả hai đành đi tiếp vào trong shichi thắc mắc sao cô không chiến đấu được mà cứ thích đi đầu Cậu nghĩ cô muốn giao lưu tí võ nghệ với Jinkaku nhưng cô biết bản thân kiểu gì cũng bị chém như một tờ giấy. Mục đích cô đi trước là hy vọng vào việc có thể đàm phán để lấy cây kiếm. Thực ra là cô chẳng hy vọng gì vào việc đàm phán nhưng cô vẫn hy vọng chủ kiếm là người tốt và muốn tránh việc giết người bằng mọi cách có thể. Cả hai sau đó đã đến được phòng của Jinkaku và gặp được hắn ta trong đó. Togami đã gọi Jinkaku và hy vọng hắn ta có thể giao thanh kiếm lại cho Mạc Phủ và cô sẵn sàng trao đổi mọi thứ với giá trị tương ứng cho Jinkaku. Jin Kaku cho rằng hắn là một kẻ bị truy nã nên chẳng mưu cầu gì. Nhưng cô có thể giúp hắn mọi việc trong khả năng, dù là phi pháp hay hợp pháp. Dù vậy thì Jin Kaku vẫn cho rằng nếu cô muốn nhờ vào ai đó thì phải bước vào và ngồi xuống đàm phán chứ không phải đứng trước cửa như vậy. Cô đã tin tưởng mà bước vào. Ngay giây phút Jin Kaku rút kiếm thì Shichi đã kịp sút Togami ra ngoài. Dẫu vậy thì cô cũng đã bị kiếm sượt qua. Jin Kaku cho rằng tổ tiên đã giao lại kiếm cho hắn nên hắn không thể nào giao cho cô. Với cả hắn cũng ghét Mạc phủ và cho rằng cô đã mang theo một cao thủ như Si Chi thì hẳn là cũng đã tính đến đường dùng vũ lực. Nhưng Si Chi cho rằng hắn ta không phải sợ mất thanh kiếm vì tổ tiên mà là sợ mất kiếm là mất đi phần lớn sức mạnh của bản thân. Hắn cũng không thích dài giọng mà muốn đấu với Si Chi một trận, ai thắng thì có được kiếm. Jinkaku muốn cậu bước vào thì cậu đã từ chối mà muốn hội ý với Togami trước đã. Còn hắn thì cứ tranh thủ mà nghỉ ngơi tiếp. Hắn để cậu đi và nhờ đóng cửa lại giúp, nhưng hắn vẫn muốn biết tên cậu trước khi đi nên cậu đã giới thiệu việc bản thân đến từ Vô Kiếm phái cậu đã cùng togami ra ngoài và hội ý cậu muốn thử xem hắn có đuổi theo cả hai để đánh hay không và nhận thấy là không nên có vẻ căn phòng đó chính là điểm mạnh của jinkaku bước vào đó là rủi ro nên cậu có kế hoạch đó là cô sẽ đi vào phòng để cho hắn chém đôi rồi khi hắn đi vứt xác cô thì cậu sẽ đánh úp và tất nhiên nó không hề hay ho tí nào cả thế là cậu quyết định đối mặt với hắn và cần có cô ở sau vì cậu cho rằng khi có thứ để bảo vệ thì người ta sẽ mạnh hơn Ta lúc này biết lý do Jinkaku chấp niệm với nơi này là vì tổ tiên hắn đã bảo vệ nơi này suốt bao đời. Và vì hắn là đời duy nhất còn sót lại, thanh kiếm và tòa thành này là những gì còn lại mà hắn có nên hắn cần nơi này như là lý do để chiến đấu. Cả hai sau đó quay lại gặp Jinkaku và bảo anh ta rằng Shichi giờ đây cũng sẽ nghiêm túc chiến đấu với hắn ta. Và hắn ta thì cũng nghiêm túc đấu với cậu, cậu sau đó dùng một kỹ thuật của bản thân và lao vào đánh. Jinkaku đã căn bước chân của cậu để chém nhưng không lường được việc cậu đã tung một bước lừa để hắn ta chém hụt cậu rút được một cú nhưng đã cố tình nương tay để jinkaku không chết sau đòn đó jinkaku quyết định bản thân phải nghiêm túc hơn hắn sau đó tung một lúc năm nhát chém và tuyên bố sẽ không sơ hở nữa đòn vừa rồi cũng đã tự khiến hắn ta bị thương ở tay nhưng điều này là có ý đồ mục đích của jinkaku là để máu thấm lên kiếm nhằm rút ra nhanh hơn và đạt đến tốc độ ánh sáng togami muốn đánh hèn bằng cách lui đi và để jinkaku mất máu đến chết nhưng cậu không muốn đánh hành kiểu vậy mà muốn đánh sòng phẳng với jinkaku ở trạng thái mạnh nhất nhưng trước khi đánh thì hắn muốn hỏi xem là nếu hắn đưa kiếm cho Togami thì cô có thể giúp hắn khôi phục lại vùng đất này hay không, và câu trả lời là không thể. Thế nên Jin xem việc bản thân đã tấn công cô là đúng, cả hai sau đó đã chính thức tung chiêu mạnh nhất vào đối phương. Jin vừa tung một lúc 10 đòn nhưng Shichi đã lùi lại một nhịp và dùng mặt Togami như bàn đạp để lao lên và nhảy lên nóc để tránh tầm tấn công và rồi lao xuống dứt điểm. Cả hai đã có được thêm một thanh nữa, Shichi thấy Togami vẫn giận vì cậu cố tình bảo cô đứng sau rồi dùng mặt cô như bàn đạp đã vậy còn xạo lìn về việc bảo cô đứng sau là để cậu có động lực shichi đã hỏi cô về câu mà jinkaku đã nói câu đấy theo cô bảo là di ngôn câu nói chứa sức mạnh cực lớn và chỉ thường nói trước khi chết nên di ngôn là câu chỉ được dùng một lần duy nhất trong đời và câu mà jinkaku đã nói là giờ hắn đã có thể được nghỉ ngơi ba tháng sau đó trôi qua togami và shichi đang hướng đến một ngôi đền nơi trụ trì đến là mesai đang nắm giữ thanh kiếm thứ ba để lên được đền thì họ phải leo được một nghìn bậc thang này Sichi không biết cô leo nổi không thì cô lấy việc bản thân lết trên sa mạc còn được thì mấy bậc thang này là gì. Và chỉ leo chưa quá 20 bước thì cô đã than mệt và Chi muốn cõng cô, nhưng cô đã từ chối vì không muốn tiếp xúc thân thể. Thế là cô lên cho Chi bế, cậu đã bế cô leo hết 1.000 bậc thang và rồi gặp được mê sai. Chủ trì của đền, cô cho biết bản thân từng là một sơn tặc nhưng đã gác kiếm được 7 năm. Và mê sai là tên của trụ trì cũ và giờ cô đã đứng lên tiếp nhận nó. Tên cũ thì cô không còn nhớ nữa, cô cho biết nơi đây không hẳn là đền mà là tu viện nữ vì đa phần của có nữ nhân ở đây, tổng cộng có đến một 000 người ở đây cô cũng muốn biết người của Mạc Phủ như Togami đến đây làm gì. Togami đã xin được nói chuyện riêng, mê sai cũng hiểu mà nói tất cả hãy ra ngoài còn bản thân thì dẫn Togami đi cùng. Cô đã cho Togami thấy cảnh nhiều người sinh hoạt ở đây và cho biết ai ở đây cũng có nỗi khổ và tội ác riêng. Người thì sát hại gia đình, người thì diệt cả bộ tộc. Nhưng cũng đừng có chỉ trích họ lúc đến thần điện để trò chuyện riêng. Mê sai đã mời rượu Togami và chỉ khi cô uống được thì cả hai mới thành bạn. Sau khi uống xong thì Togami đã vào thẳng vấn đề đòi kiếm. Cô biết thanh bảo kiếm mà Meisai giữ có rất nhiều phiên bản nhỏ khác và những phiên bản nhỏ đó hẳn là đã được Meisai phát cho mọi người ở tu viện này. Togami biết tu viện này đang khó khăn nên cô hy vọng Meisai sẽ giao kiếm và bên mặc phủ sẽ giúp giải quyết những khó khăn ở đây. Meisai sau đó đã hỏi về Shichi và Shichi lúc này cố chào hỏi những cô gái trong tu viện, nhưng cậu thấy ai cũng né tránh cậu và một số thì lại từ xa quan sát cậu chặt chẽ. Togami đã cho Meisai biết về việc chi là người của Vô Kiếm phái. Nghe vậy thì Mê Sai tự hỏi kiếm pháp của cô và vô kiếm phái ai sẽ mạnh hơn. Và Mê Sai đã quyết định sẽ giao lại kiếm cho Togami, nhưng cô cũng phải đáp ứng một điều kiện. Chiều hôm đó, cô đã quay lại tìm Shichi và cho biết mọi việc giờ rất tệ. Cô sẽ phải tìm ra thanh kiếm thật trong số những bản thử nghiệm được phát cho người trong đền. Và đồng thời sau đó cậu cũng phải thắng được Mê Sai trong một trận đấu solo thì họ mới lấy được kiếm, nhưng nếu thua thì hai thanh họ có được trước đó sẽ mất. Shichi thấy kèo này không công bằng nhưng giờ đây là cách duy nhất họ có. Cô sau đó muốn Si Chi bỏ tóc cô ra thì cậu lại vấp té khiến cả hai kẹt lại với nhau, còn Mê Sai lúc này đã bàn với cận thần. Cô nghi ngờ Togami là con gái của một bộ phận quyền quý trong mặc phủ, và hẳn Togami từng có một cú sốc lớn khiến cô mới có bộ tóc dài và lạ đến vậy. Sáng hôm sau, Togami đã đi dạo quanh để quan sát kiếm nhằm tìm ra thanh bảo kiếm thật sự. Và khi nào cô xong thì cậu nhớ đến đón cô, còn bây giờ thì cậu cứ ở đó vẫn cấm chạy lung tung. Togami lúc này đã được xem qua những thanh kiếm giả và trong số đó có một thanh là thật. Cô vừa rút một thanh ra xem thử thì một cô gái đã nổi điên mà vùng lên giật lại kiếm rồi đòi tấn công Togami. Nhưng Mê Sai đã đứng ra hứng đòn thay và những người khác thì đều chạy hết, còn Mê Sai thì đã quá kiên định nên cô gái kia phải buông bỏ kiếm. Mê Sai sau đó đưa cô gái rời đi và để Togami riêng tư chọn xem kiếm. Trong lúc đó, một tên ninja cũng đã lên thuyền tìm đến đây để săn lùng bảo kiếm, và kẻ này có vẻ còn nguy hiểm hơn hai tên trước đó. Hắn vừa đến bến thì đã quay ra đồ sát cả thuyền và rồi lên đường đi đến ngôi đền, ngày hôm đó. Sichi đã thấy những cô gái đang khuân gỗ vào kho nên đã đến giúp nhưng thấy cậu thì ai nấy lại bỏ chạy đi nên cậu đành tự làm. Họ thấy cậu tốt bụng thì liền đi đến để giúp cậu, sau khi dọn xong thì họ lại bỏ đi và cũng cúi đầu cảm ơn cậu. Hai cô cận thần của Mesai cho biết là đa phần người ở đây đều đã có mặt từ thời trụ trì trước, chỉ một phần là đến đây vì nghe danh của Mesai. Nên ngoài phụ nữ ra thì hiếm người tiếp cận với nam nhân trước đây nên họ cũng khá ngại. Sichi sau đó cảm thấy một trong hai thanh kiếm mà cả hai mang theo khá kỳ lạ. Cả hai cô gái sau đó đã báo lại việc Shichi vừa nói cho Mê Sai và cô quyết định sẽ đi gặp Shichi một chuyến. Cậu lúc này đang chờ Togami thì Mê Sai tìm đến. Cô đã mời cậu một ít rượu và cậu đã thắc mắc về việc những nữ tu ở đây cứ chạy khi thấy cậu. Cô đã cho biết là đa phần những nữ tu ở đây đều từng bị đàn ông lợi dụng và nghiền nát ý chí, do đó nên họ đã vùng lên chống trả. Nhưng thâm tâm vẫn còn nỗi sợ với đàn ông, vì đó nên cô mới cho họ cầm kiếm. Có kiếm trong tay thì họ sẽ tự tin hơn và không còn sợ hãi với quá khứ của mình nữa, nhưng thanh kiếm đó vừa giúp họ mạnh mẽ hơn còn việc che mặt thì là vì có nhiều người là tội phạm nên họ không muốn ai thấy khuôn mặt của mình nên mới che lại cậu vẫn chẳng thể hiểu được mấy vấn đề này nhưng mê sai cho rằng cô có lý do để giữ thanh kiếm lại và cô sẽ đánh bại cậu bằng mọi giá để lấy thêm kiếm giúp người cậu vẫn chưa hiểu lắm về mong muốn giúp người của cô nhưng đúng lúc cậu sắp về thì đột nhiên cả hai phát hiện tên ninja kia hắn đến đây để lấy thanh kiếm cầu mê sai và tất nhiên cô sẽ chẳng dễ gì đi giao thanh kiếm cho hắn cô vừa lao đến thì hắn cũng nhảy xuống và hắn đã bị chém một đòn và còn không biết bản thân đã bị mê sai đánh trúng vào khoảnh khắc nào. Cậu sau đó đã đi đón Togami và cho cô biết chuyện vừa xảy ra. Cậu muốn theo cô đến mọi nơi từ ngày mai cho an toàn, nhưng cô đã từ chối đồng thời cô cũng đã tìm ra thanh kiếm thật. Cô sau đó đi gặp lại mê sai và cho biết lý do cô tìm ra được thanh này là bản gốc vì những vết xước trên kiếm này là cũ nhất. Mê sai tin là Togami đúng nên cũng không muốn kiểm tra kỹ hơn. Sáng hôm sau, mê sai và Shichi đã chính thức lên sân để giao đấu. Mê sai muốn một trận giao hữu và chỉ dừng lại khi một bên đầu hàng. Si muốn xem thử kiếm pháp mà cô tự hào, nhưng đột nhiên cô ném kiếm về phía cậu và rồi chạy đi mất. Si Chi đã đuổi theo cô và rồi đột nhiên mê sai qua lại tấn công bằng một thanh kiếm. Si Chi né được thì cô lại chạy đi tiếp, cậu sau đó tiếp tục đuổi theo và rồi bị cô dẫn vào rừng. Ở trong này có hàng loạt thanh kiếm được treo sẵn ở đây, kiếm pháp của mê sai là dạng tận dụng mọi thanh kiếm có trên chiến trường. Cô cho rằng vô kiếm pháp của cậu không thể đánh lại kiếm pháp này của cô, còn Togami thì đang cố chạy đi tìm nhóm Shichi để quan sát trận chiến mà viết lại báo cáo. Mê Sai đã cho Si Chi biết việc cuộc khởi nghĩa ngày trước đã lấy đi của cô tất cả mọi thứ. Cô từ nhỏ đã được ông chỉ dạy cho kiếm pháp này và nghĩ rằng nó là bất bại. Nhưng rồi khi chiến tranh đến và kiếm pháp này cũng chẳng thể đấu lại mưa tên bão kiếm, gia đình và tông môn của nhà cô đều ra đi trong trận chiến đó và chỉ còn lại mình cô. Trước khi nhận thức được sự thật này thì cô đã dùng chính kiếm pháp của gia tộc để tàn sát nhân mạng. Cô gia nhập một băng cướp đang sở hữu thanh bảo kiếm này và rồi chém giết để dần trở thành thủ lĩnh mới. Cô chưa từng có một mục tiêu để sống cho đến khi gặp trụ trì của đền này cô cứ nghĩ đến đây thì cô sẽ được cứu rỗi nhưng lại không thể và rồi trong vô thức cô đã giết mất người chủ trì đó và những lời cuối của bà đã thực sự cứu rỗi và soi sáng cô khi bà dù sắp chết thì vẫn chọn nghĩ cho những cô gái ở đền này cô sau đó đã trở về và thanh lý hết băng cướp để rồi trở thành chủ trì mới của đền với mong muốn cứu rỗi những cô gái trong đền cứu rỗi những người có số phận giống cô và giờ cô tuyên bố một lần nữa là vô kiếm pháp của cậu sẽ không thể đánh bại kiếm pháp của cô nhưng cậu đã nói ra một chuyện trước đây của cậu và chị gái Nói xong thì cậu chạy thẳng một mạch ra ngoài rừng và khiến Mê Sai phải đuổi theo, vốn dĩ cậu biết cô sẽ đuổi theo là vì cậu tin cô sẽ không đặt bẫy trong rừng. Cô biết cậu đã nghĩ được đến mức này thì cô cũng đã nhờ cậu vài điều, rằng cậu hãy về Mạc phủ và nhờ vài người đến giúp đỡ những cô gái trong đền và cả ngôi đền này. Dù Mạc phủ có thối nát thì cô tin là vẫn còn vài người tốt trong đó. Cậu nghĩ cô đang định nhận thua nhưng không, cô vẫn muốn đánh đến cùng, vì chỉ là cô muốn dặn trước đề phòng trường hợp cô sẽ thua, cô sau đó lấy từ dưới đất lên thanh bảo kiếm thật sự mà cô đã giấu ở đây lâu nay cậu cũng nhận ra đó là kiếm thật vì cậu cảm nhận được linh hồn của kiếm cô sau đó đã ném kiếm về phía cậu rồi lao đến cậu vừa chặn đòn thì cô lao lên bắt lấy kiếm rồi tung một loạt đòn để lao đến chi có điều lúc togami đến thì chỉ còn thấy chi với bàn tay dính máu và mê sai thì đã chết nhưng cậu vẫn vô tư và cho rằng bản thân đã thắng mê sai đã ra đi nên togami đã đứng ra lấy danh dự của bản thân để bảo đảm an toàn cho toàn bộ nữ tu lúc ra về togami cho biết thanh bảo kiếm này có chất độc khiến chủ sở hữu không dễ gì từ bỏ nó nên việc si chi làm có thể là cách duy nhất để họ có được kiếm, không lâu sau. Thời điểm 4 tháng tính từ lúc cả hai bắt đầu hành trình đã đến, cả hai lúc này đang ở một ngôi làng và giữa trời đêm ngập mưa hoa anh đào. Togami vừa phải lặn lội đi gặp người đưa tin và giờ mới có thể trở về tìm chi. cụ thể là người sở hữu thanh bảo kiếm thứ tư là Sabi đã gửi thư khiêu chiến đến cả hai. Kẻ đó là người của Mạc Phủ nhưng đã phản bội lại nơi đó vì bị thanh bảo kiếm cám dỗ. kẻ đó mang danh hiệu đệ nhất kiếm khách Nhật Bản và cực kỳ liêm khiết, nhưng càng liêm khiết thì càng dễ bị bảo kiếm làm mờ mắt. Lúc thay đồ để đi nghỉ, Togami nhận thấy Shichi là một người không ham sắc dục và sẵn sàng ra tay với cả nam lẫn nữ. Nhưng không hiểu sao cậu lại có thể thích cô được. Cô sau đó nhờ Shichi cô giúp thắt lưng và cậu vẫn muốn nhận kèo thách đấu. Vì nếu cậu thắng kiếm sĩ đứng đầu Nhật Bản thì cậu sẽ giành lấy được danh hiệu đó. Và trong lúc đó, những tên ninja khác bắt đầu e ngại vì ba tên đi trước đã bị xử quá nhẹ nhàng. Chúng biết đến Togami vì làng ninja là những người đã phản bội cô vì những thanh bảo kiếm và mục đích của chúng trong chuyến lần này là đến cướp ba thanh kiếm từ Togami chúng cần nghĩ cách đối phó với shichi vì cậu là một nhân vật không tầm thường chúng lúc này đang hướng đến một hòn đảo và chúng tiểu đội côn trùng của làng nhẫn giả sẽ bắt đầu nhiệm vụ còn shichi và togami lúc này thì cũng đã dự liệu về việc sẽ phải chạm mặt đám ninja trước khi đối đầu với sabi còn ba tên ninja côn trùng kia lúc này đang thực hiện nhiệm vụ là bắt chị gái nanami của shichi vì đó có thể là điểm yếu của shichi ba tên sau đó đã chờ ở trên núi và tên bọ ngựa quyết định đi hành động vì tin nhiệm vụ này sẽ nhẹ nhàng hắn sau đó đã tìm được nanami và đã ngay lập tức lao lên bắt cô Hai tên còn lại lúc này vẫn đang chơi cờ còn tên bọ ngựa bên kia thì đã bị Nanami bắt được và trói lại. Cô có chuyện muốn tra khảo hắn nên đừng nghĩ đến việc chết để bảo quản thông tin, tên bướm bên kia thì hơi lo nên định đi tìm. Nhưng tên ong cho rằng tên bọ ngựa sẽ không sao nên cả hai lại ngồi chơi tiếp. Nanami lúc này đã tra khảo và hỏi tên bọ ngựa rằng em trai cô đã thu thập được bao nhiêu thành. Kết quả chỉ là ba, cô muốn biết hắn mang theo bao nhiêu người hắn chỉ nói là đi một mình nhưng cô lại bắt đầu suy luận ra vài thứ. Cô cũng cho biết Shichi trước đây hay có thói quen nói dối và những lúc như vậy cậu sẽ cắn móng tay vì ngứa mắt nên cô đã bẻ móng tay để cậu khỏi cắn và giờ cô muốn thử lại với hắn cô đã bẻ móng hắn nhưng cô muốn để hắn cắn móng tay hắn cũng sợ chết nên định khai ra nhẫn thuật của bản thân nhưng hắn đã nhân cơ hội để đánh trả cô có điều hắn đã thất bại và bị cô đâm bộ móng của chính hắn vào họng nhìn khuôn mặt hắn lúc này khiến cô nhớ ra việc năm xưa cha đã từ chối truyền lại vị trí trưởng môn cho cô không phải vì cô là nữ nhân mà là vì cô quá mạnh nên cha mới chọn si chi Cô lâu nay cũng chưa có dịp so tài với Si Chi nên không biết giờ cậu mạnh hơn được tí nào hay chưa. Cô cũng thấy Si Chi thực hiện công việc thu thập kiếm quá chậm và lúc trở về sẽ phải dạy lại cậu. Si Chi lúc này nhớ lại mấy lần so tài với chị gái, cậu chưa một lần thắng được cô, mà đa phần chỉ toàn bị hành và nhận hòa vì Nanami bảo cô không thể đấu tiếp vì cơ thể đang yếu. Cậu tự hỏi tên Sa Bi đó và Nanami thì ai mạnh hơn. Trong lúc đó, hai tên ninja đã nhận ra tên bọ ngựa gặp chuyện vì viên đá sinh mệnh bỗng nhiên vỡ đôi. Chúng vì lo ngại nên quyết định đi thăm dò thử tên bướm muốn đi và bảo tên ong ở ngoài quan sát. Hắn sẽ cố moi thông tin để tên ong có lợi thế nhiều nhất có thể. Và nếu hắn có gặp chuyện thì tên ong phải cố chạy và mang thông tin trở về. Nhưng vì không muốn nói chuyện bi quan nên tên bướm cố tin là bản thân sẽ sống. Vì sau nhiệm vụ này, hắn sẽ trở về gác kiếm và kết hôn. Hắn định làm điếu thuốc thì tên ong đã cản lại vì muốn giữ điếu thuốc này đến khi về thì cùng hút. Tên bướm sau đó đã chia mỗi người nửa viên đá để lỡ có bất chắc thì có thể cùng ở bên nhau. Tên bướm sau đó đã xuất hiện trước mặt Nanami và tuyên bố sẽ xử cô luôn chứ không màng đến việc đưa cô về làm con tin nữa. Hắn cũng có hỏi cô có biết tên bọ ngựa đâu không thì biết cô đã xử hắn, hắn sẽ dùng toàn lực để đấu với cô. Hắn sau đó bắt đầu thủ thế và Nanami cho rằng hành động thủ thế này là một sự vô nghĩa vì cô có thể đọc được hết nước đi của hắn chỉ thông qua việc hắn thủ thế như kia. Cô cho biết cô không hoàn toàn học được hết vô kiếm pháp, lối đánh của cô gần như chẳng tuân theo một môn phái hay quy tắc nào cả. Cô sau đó tiến lên dần buộc tên bướm phải lao lên trước, nhưng cô đã né và tung một đòn thẳng lên tên bướm đã dùng khinh công và né được rồi dùng cành cây để bật ngược lại tấn công hắn sau đó đã giải thích cho nanami nghe về khinh công một loại công pháp giúp hắn gần như xóa bỏ được trọng lực nanami biết hắn đã dùng kỹ năng đó để đưa đồng đội đến đây và cô ghen tị vì hắn đã bỏ rất nhiều thời gian để học được kỹ năng đó và tên bọ ngựa kia chắc cũng bỏ rất nhiều thời gian để học được kỹ năng vuốt dài kia cô ghen tị vì bản thân cô chưa bao giờ hiểu được định nghĩa của hai từ cố gắng hắn sau đó đã bay lên cây thì nhận ra nanami đã biến mất cô cũng đã dùng khinh công và xuất hiện ngay trước mặt hắn và rồi tung ra một đòn đâm thẳng vào tim hắn cả viên đá được đặt trong đấy cũng bị phá vỡ cô cũng đã dùng được kỹ năng vuốt dài này cô cho biết bản thân học được hai kỹ năng này chỉ trong một lần thấy nói cách khác là học chỉ trong nháy mắt tên bướm e sợ trước khả năng này của cô cô vốn bị xem là ngoại đạo và cha cũng đã không ít lần hạn chế khả năng của cô nên đã không dạy cô vô kiếm pháp nhưng cô vẫn lén quan sát cảnh ông chỉ dạy si chi cô học được mọi thứ chỉ bằng việc quan sát nhưng giờ biết được điều này thì đã quá muộn khi cô đã kết liễu hắn luôn. Tên ong biết bản thân cũng đã sớm bị phát hiện và khi nhận thấy Nanami có bệnh thì hắn đã lén lút bắn cho Nanami một viên ngòi ong vào lưng. Hắn cho cô biết trong ngòi ong đó có độc nhưng không chết người, hắn có thể xử cô đây để trả thù cho hai vị sư huynh. Nhưng hắn vẫn muốn bắt cô về để ép do giao nộp kiếm. Nanami nhận thấy những kẻ đang có lợi thế thường hay nói nhiều và ninja cũng chẳng ngoại lệ. Cô sau đó định phản công thì bị hắn bắn cho một phát nữa. Hắn dự định cắt đi hai tay của cô để đề phòng, nhưng vừa rút kiếm tiến đến thì cô đã biến mất và bắn trả lại hắn. Cô cho biết độc của hắn trả là gì với cô, cô đã khinh công ra sau và dùng kỹ thuật hắn vừa dùng để bắn lại hắn. Đạn thì tất nhiên là hắn vừa cấp cho cô sẵn hai viên, và cách cô gỡ đạn ra thì là bằng bộ vớt này. Cô đã trải nghiệm cảm giác đau đớn mỗi ngày và cô trông chờ cảm giác được giải thoát khỏi nó. Cô sau đó hỏi tên ong muốn chết bằng độc hay bằng kiếm thì hắn xin được ra đi thật sớm và xin được chôn cạnh những người huynh đệ. Còn trong lúc đó thì chi cũng đã chiến thắng và có được thanh thứ tư và hiện đang ăn nhẹ cùng Togami, cả hòn đảo cũng tan bành sau trận chiến của cả hai. Cả hai ngồi bàn về những chiêu thức mà Sabi đã tung ra và có thể nói cả hai chỉ là may mắn chiến thắng chứ Sabi vẫn chưa thể tung ra toàn bộ kỹ năng vốn có. Tại thành Owari lúc này, công chúa của thành này đã nghe tin về việc Shichi và Togami đã đánh bại đệ nhất kiếm sĩ Sabi được cô ta phong lên. Đã vậy còn thu thập được 4 trên 12 thanh bảo kiếm. Đặc biệt hơn là Shichi có thể đánh với bao nhiêu cao thủ mà chỉ bằng tay không mà còn không bị một vết thương nhỏ nào. Nhưng bất luận ra sao thì vô kiếm phái cũng là chỉ là dạng phòng thủ, và kiếm sĩ sắp tới Si Chi sẽ phải đối mặt cũng là một người với sức phòng thủ tuyệt đối. Ngay lúc này, tại một đấu trường trong một ngôi làng, có một kiếm sĩ với thanh đại kiếm đang tự hào với chiến thắng liên tiếp thứ năm của mình. Nhưng đối thủ thứ sáu của anh ta là một kẻ với bộ giáp sáng bóng và cực kỳ chắc chắn này. Người này đã yêu cầu vị kiếm sĩ nhào vô kiếm ăn. Vì chắc chắn năm trận thắng trước đó anh ta không phải thắng nhờ may mắn đâu nhỉ? Bị khiêu khích nên vị kiếm sĩ đã lao vào và chỉ bằng một cú ủi. Thanh đại kiếm đã vỡ tan và vị kiếm sĩ cũng đã bại trận. Shichi và Togami đều đã xem qua trận này và Togami cho biết kẻ mặc giáp kia chính là mục tiêu tiếp theo của họ. Thủ lĩnh một băng cướp biển khét tiếng, Kanaza. Đó sẽ là đối thủ tiếp theo của cậu. Shichi chưa thấy người này rút kiếm thì Togami cho hay rằng bộ giáp đó chính là thanh bảo kiếm tiếp theo. Nó khá khó để đối phó nên cô muốn Shichi đi kiếm nhà trọ rồi cô sẽ giải thích. Thị trấn nơi cả hai rừng chân là một địa điểm cực kỳ nổi tiếng với suối nước nóng. Tương truyền rằng chỉ cần đào một cái lỗ ở bất kỳ đâu thì nơi đó nghiễm nhiên thành suối nước nóng togami và shichi đã đi ngâm mình chung với nhau togami đã mời shichi một chén rượu nhưng cậu không uống được togami thấy họ đã được một phần ba chặng đường nên tạm thời bây giờ có thể thong thả lại cô cũng không ngờ shichi sẽ theo cô đến tận bây giờ vì cô cứ nghĩ cậu cũng sẽ phản bội như bao người khác nhưng cậu cho rằng bản thân đi với cô suốt năm tháng và được học hỏi thêm nhiều thứ mới mẻ nên không bao giờ có chuyện cậu phản bội cô togami sau đó đã bảo shichi chuẩn bị về phòng bàn công việc chính thanh kiếm mà họ nhắm đến lần này chính là bộ giáp kia những phần nối của bộ giáp chính là phần lưỡi kiếm và bộ giáp đó hiển nhiên vẫn đặt việc phòng thủ làm chủ đạo việc để lại dấu vết trên bộ giáp đó là rất khó nhưng họ cũng không được phá hỏng bộ giáp đó quá nặng nên togami sẽ tìm cách để lấy được nó mà không làm nó hư hại quá nặng togami đề xuất cách là đạp tên kana ra đó xuống biển để hắn chết ngạt rồi vớt lên hoặc cũng có thể dùng nhiệt từ mặt trời và nướng chín tên kana ra đó từ bên trong Shichi cho rằng nếu chơi thủ đoạn như vậy thì chi bằng đánh lúc hắn không mặc giáp cho rồi nhưng chưa bao giờ có ai thấy tên kana ra đó cởi giáp nên cách này không khả quan lắm togami sau đó đã nhờ shichi dẫm lên lưng cô và nếu cần thì dẫm lên đầu luôn cũng được togami cho rằng đối thủ lần này của shichi là dạng người to con hơn cậu nên cậu cần tìm cách để đối phó chứ cô thì mù mịt về võ thuật nên chẳng biết tìm cách nào cả đột nhiên người của nhà trọ lên báo với cả hai là tên kana ra đó tìm đến và muốn gặp cả hai cả hai sau đó cũng đã xuống gặp kana ra và togami muốn biết lý do gì mà người đứng đầu băng hải tặc đây lại đến tìm cả hai anh ta đến đây không phải để bàn mấy thứ công việc. Anh ta biết rõ gốc gác của cả hai ra sao và cũng biết luôn việc cô đang muốn lột đi bộ giáp này của anh ta. Tất nhiên là anh ta không thấy khó chịu vì bản thân là cướp biển. Có gan đi cướp thì cũng có gan để bị cướp lại. Togami nghi ngờ anh ta đến đây để đánh phủ đầu họ và cho người bao vây khu trọ này, nhưng anh ta không hèn hạ đến vậy. Anh ta muốn cái danh đệ nhất kiếm sĩ mà Shichi vừa có được vang xa hơn, cô nghĩ anh ta đến giao kiếm nhưng hiển nhiên là không. Anh ta là cướp biển, là tổ chức chống đối chính phủ nên đời nào lại đi nộp kiếm để hỗ trợ cho chính phủ đâu. Anh ta muốn biết Togami sau khi rời khỏi đây sẽ hướng đến đâu. Khi biết địa điểm và cô sẽ đi bằng đường thủy thì anh ta đe dọa là sẽ cho người chặn đường để ngăn họ đi. Tất nhiên đó chỉ là điều sẽ xảy ra nếu cả hai không tuân theo điều kiện của anh ta, giờ là phần quan trọng. Anh ta muốn tổ chức một trận ở đấu trường với Shichi, trưởng môn của vô kiếm phái. Anh ta hứa hẹn trận đấu của cả hai sẽ vang xa. Và tất nhiên là về phần thưởng thì nếu bên Togami thắng, anh ta sẽ giao nộp bộ giáp đồng thời cấp cho cả hai một chuyến đi an toàn khỏi nơi này. Togami muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ thua, anh ta không ngờ cô cũng tính đến việc bản thân sẽ thua. Cô nghĩ anh ta sẽ đòi bốn thanh kiếm mà cô đang giữ, nhưng không, nếu thắng thì anh ta muốn có được cô. Anh ta chỉ cần một bộ giáp này là đủ. Anh ta thấy cô khá xinh nên muốn có cô làm vợ, Togami sau đó đã về suy tư. Vì giao kèo này bên nào thắng cô cũng có lợi, Shichi thắng thì Shichi sẽ tiếp tục đồng hành với cô. Còn nếu Kana ra thắng thì anh ta sẽ thay Shichi đi tiếp hành trình thu thập bảo kiếm cùng cô. Sáng hôm sau, Shichi đã cho Togami xem thử chiêu cậu mới học được. Chiêu này là một cú đánh có thể tấn công thẳng vào bên trong lớp giáp của Kana Cha của cậu từng dạy rằng chiêu này là tính toán áp lực chuyển đi từ bàn tay. Nhưng cậu thì gần như đánh bừa khiến Togami tức giận vì cậu đem cô ra thử nghiệm. Cậu sau đó bắt đầu chọc ghẹo cô và không hiểu sao bản thân nay lại có cảm giác này. Bình thường cô cũng hay đấm cậu nên cậu xem đây là hòa. Cậu hỏi cô nghĩ sao về lời mời gọi của Kanaza. Cô thấy việc liên thủ với mạng lưới của cướp biển quả thật rất có lợi, nhưng cô không tin vào Kana ra vì dẫu sao anh ta cũng là cướp biển. Giờ cháu ngược lại, cậu nghĩ sao nếu cô đi thu thập kiếm với Kana ra thay vì đi với cậu? Cậu không biết nếu cô đi với Kana ra thì bản thân sẽ ra sao. Có hai trường hợp, nếu cậu thua và hẹo thì chấm hết, còn nếu cậu thua mà vẫn thắng thì có khi là sẽ trở về đảo sống tiếp với Nanami, cái này cậu không thích lắm nên hãy dáng mà thắng. Đột nhiên nhân viên nhà trọ lại bảo là có thư gửi đến Togami. Cô nghĩ là của Kana ra nhưng thư này thật ra là của thanh niên này. Togami biết hắn ta là đội trưởng tiểu đội chim. Một trong 12 đầu lĩnh của làng nhẫn giả. Hô ô, hắn ta đến đây không phải để gây sự với cô mà chỉ muốn được đàm phán. Nếu cô vẫn còn e ngại thì hắn sẵn sàng chặt đi một tay để chứng minh. Thấy cô còn hơi rè chừng nên hắn đã chặt luôn một tay để chứng minh với cô. Hắn sẵn sàng phế luôn tay còn lại nếu cô muốn nhưng cô thấy như này đủ rồi. Đầu tiên là về những đầu lĩnh khác của làng. Hắn biết Shichi và Togami đã chạm trán ít nhất ba đầu lĩnh của chúng và quả nhiên ba người đó đều đã chết nhưng gần đây nhất cũng có ba đầu lĩnh nữa mất mạng cái này thì togami chịu chỉ trong thời gian ngắn mà làng nhẫn giả đã mất mát quá nhiều nên hắn tin việc phản bội cô từ đầu là sai lầm với cả giờ việc làng chỉ còn sáu đầu lĩnh cũng khiến chúng khá khó khăn hành động nhưng suy cho cùng chúng chỉ cần hai đến ba thanh kiếm là được nên làng nhẫn giả muốn ra giao kèo với cô chúng sẽ liên minh với cô và cung cấp cho cô vị trí và thông tin về những thanh kiếm còn lại đổi lại hai bên sẽ không đụng đến thanh kiếm mà bên kia đang nhắm đến Togami thấy cách này ổn vì cô không muốn chạm chán với cả chủ nhân bảo kiếm lẫn làng nhẫn giả cùng lúc, với cả giờ cho chúng giữ ba thanh rồi sau này cô giành lại cũng chưa muộn. Thế là cô đã đồng ý giao kèo, Ho ô sau đó đã cho cô biết việc công chúa Hy Tây của vùng đất cô sắp hướng đến đã có động thái gia quân. Đồng thời vị trí những thanh kiếm cô chưa biết cũng được Ho ô chỉ điểm vị trí luôn xem như cảm ơn vì giao kèo. Togami cảnh báo là nếu bên nhẫn giả có ý định hủy giao kèo thì đừng trách cô chia nhỏ cơ thể hắn ra nhiều mảnh. Hô ô -oh sau đó ra về và sẵn nhắc luôn là cái từ cửa miệng Chezio của Togami hay dùng khi đấm Shichi, thực ra cô đã hiểu sai nghĩa của từ đó. Trước giờ cô luôn nghĩ từ đó nghĩa là hay ra hay đại loại thế, nhưng thật ra từ đó nghĩa là tạm biệt. Cô giờ mới hoảng loạn lên vì bản thân đã tự cao về việc thông minh mà lại nhầm lẫm một từ cơ bản suốt bấy lâu nay. Ai nấy sẽ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu và không hiểu sao cô lại nói tạm biệt mỗi khi đấm người ta, cô thì sợ quên nhưng Shichi lại thấy nó chẳng đang xấu hổ đến vậy. Vì cậu biết cô sai từ đầu rồi mà có thấy nó quê tí nào đâu. Còn Hô Ô lúc ra về thì vô tình chạm mặt một vài tên hải tặc nên đã quyết định dạy chúng một bài học vì dám chặn đường một nhẫn giả. Ta lúc này biết được thêm về quá khứ của Canada. Anh từng sống trên thuyền với em gái và gia đình của mình, nhưng vào một lần, một đám hải tặc đã tấn công tàu và sát hại tất cả mọi người. Anh may mắn được chúng để sống làm phục dịch. Và khi lên tàu của đám hải tặc, Canada đã thấy bộ giáp này ở trên đây sau 5 năm làm việc cho chúng. Chúng đã đề xuất cho Canada mặc thử bộ giáp. Và đó là quyết định ngu ngốc nhất của chúng. Nhờ bộ giáp đó mà Kanaza đã thanh trừng tất cả và có được ngày hôm nay. Lý do anh ta muốn Togami là vì cô trông rất giống người em gái năm xưa của anh ta, hôm sau thì trận đấu cũng đã diễn ra. Kanaza muốn cho Shichi một cơ hội để rút lui, nhưng cậu đã nhận kèo và Togami cũng dặn cậu cố đừng lấy mạng của Kanaza, nên e ra trận này sẽ khó hơn với cậu. Cậu muốn dứt điểm trong một chiêu nên đã bắt đầu lấy đà, Togami nhận ra thế này giống với lúc cậu đã đấu với Jinkaku ngày trước. Vừa bắt đầu thì Shichi đã lao lên và tung một đòn cực mạnh vào Kanaza và nó không có tác dụng anh ta đã bắt đầu phản công liên tục buộc cậu phải liên tục né tránh cậu dùng lại chiêu thức xuyên giáp một lần nữa nhưng vẫn chẳng có tác dụng kana ra thấy thất vọng vì vô kiếm phái chỉ có thế anh ta khuyên cậu nghĩ lại mà từ bỏ cậu đã định bỏ cuộc thì những lời của togami ngoài kia đã vang vào cô muốn cậu đừng có nghĩ nhiều quá mà cứ tập trung đánh bằng hết sức có thể cô không cần cậu đánh bằng võ thuật mà cứ đánh bằng sức mạnh cậu sau đó quyết định không over thinking kinh nữa cậu sau đó đứng yên cho kana ra lao đến anh ta đã kích hoạt khả năng tấn công của bộ giáp và lao đến Sichi bị đẩy ra khỏi võ đài nhưng cậu vẫn đang trụ vững. Cậu không cần võ thuật để đánh thắng trận này. Thứ cậu cần chỉ là sức mạnh thể lực thuần túy, vì suốt 20 năm qua, cậu đã luyện tập thể lực đủ mạnh rồi. Cậu sau đó đã ném bay Kana ra và tuyên bố anh ta đừng họng động vào người phụ nữ của cậu. Sichi đã giành chiến thắng và vào hôm sau, cả hai đã chính thức lên đường để đến nơi tiếp theo. Togami đã không đến thăm Kana ra vì không muốn anh ta hiểu nhầm là cô vẫn có chút tình cảm với anh ta. Nhưng cô tin anh ta sẽ sớm ổn và có thể đứng trước mặt người khác sau thời gian dài trốn sau bộ giáp. Togami cũng có hỏi Shichi là sao cậu biết cô tói từ Chezio đó là sai từ đầu, cậu kể là bố cậu từng dạy qua điều này. Nhưng khi nghe cô nói thì cậu lại nghĩ là bản thân nhớ nhầm, dẫu biết là bản thân hiểu sai nghĩa bấy lâu nay nhưng Togami vẫn quyết định tiếp tục dùng nó làm câu cửa miệng. Và cả hai không hề biết là Kanazawa đã chơi xỏ cả hai khi thay đổi địa điểm con thuyền này đến một nơi khác chứ không phải nơi mà Togami đã thỏa thuận lúc đầu. Mảnh đất mà cả hai sắp đến tọa lạc tại vùng cực bắc của nước Nhật vì nơi này có tính chất địa lý phức tạp và môi trường khắc nghiệt nên trông khá là hoang sơ mọi sinh vật ở đây đều phải trải qua những trận chiến sinh tồn hàng ngày và togami cùng shichi lúc này đang khá chật vật trong việc sinh tồn ở đây khi bị bão tuyết quật cho không trượt phát nào tóc togami thì quá lạnh mà đóng băng và shichi không biết cả hai có leo nổi lên đỉnh núi với cái tình trạng tuyết gần ngập đầu gối hay không lý do togami muốn lên đỉnh núi là vì trên đó có một tộc người rất giỏi chịu đựng cái lạnh này và tất nhiên nơi đây cũng có một trong những thanh kiếm mà họ săn tìm nhưng thanh lần này lại là song kiếm khiến cô cũng chẳng rõ nó như thế nào còn công chúa Hy Tây thì lại nghĩ Togami biết cô ta vừa hành động nên mới đổi lộ trình. Công chúa tin là Togami chắc chắn sẽ tiêu tùng vì ngọn núi tuyết kia vốn đã rất khắc nghiệt. Đã vậy thì bộ tộc sống trên núi kia cũng chẳng tốt bụng gì. Trong lúc đó, Togami đã định từ bỏ và bắt đầu chăn chối những lời cuối cùng với Shichi, nhưng Shichi thì đã tím chân vì lạnh mà gục trước cả cô. Shichi lạnh đến không đi nổi nữa khiến Togami phải bỏ cái thái độ từ bỏ vừa rồi mà bảo Shichi cố lên. Nhưng đột nhiên một cô gái đã tìm thấy cả hai và rồi quyết định đưa cả hai đi luôn. Trong lúc đó, sáu đầu lĩnh của làng ninja đã gặp mặt lại với nhau nếu mấy ông thắc mắc là sao lại có năm thì một người trong số này có khả năng ngụy trang đỉnh cao đến mức vô hình hô ô sau đó đã phổ biến về việc không hiểu sao togami lại đến khu vực núi tuyết kia trong khi hắn không hề cho cô thông tin về việc một trong những thanh còn lại ở đây thế là giờ togami sẽ thầu hết bốn thanh nên chúng đành chấp nhận chỉ lấy hai đến ba thanh cũng tạm được hô ô sau đó đã nhờ đầu lĩnh cánh cụt đây đi thám thính thông tin giúp cô cho biết chỉ nửa giờ trước một chủ nhân bảo kiếm đã bị tấn công và bị cướp mất bảo kiếm bởi một ai đó nên có vẻ chúng sẽ nhắm đến thành đó. Nhưng đột nhiên Hô ô nhận ra đầu lĩnh ẩn thân đã biến mất, đầu lĩnh chó săn nhớ là lúc nhắc đến bên Togami thì cô gái tàng hình kia vẫn còn ở đây. Hô ô biết cô ta nhắm đến nhóm Togami nên quyết định đuổi theo vì không muốn liên minh mới một tháng đã tan rã. Cô gái tàng hình kia đã lộ diện, cô ta tuy rất muốn giữ hòa bình nhưng vẫn muốn trả thù cho đồng đội nên vẫn sẽ đến núi tuyết đó một chuyến. Quay lại với nhóm Togami, cả hai đã được cô bé kia đưa về nhà để sưởi ấm. Cô bé tên là Izuza, cô bé là người của làng này nhưng một tháng trước, làng đã bị tuyết lở chôn vùi và chỉ còn mình cô bé sống sót cả hai không biết thanh kiếm còn không thì cô bé cũng chịu vì bí mật của làng thường không được núi với một cô bé đa phần người trong làng cũng chẳng xài kiếm trừ con trai của trưởng làng nhưng giờ tất cả đều đã chìm dưới tuyết nhưng cô bé sẽ thử ra ngoài xem sao vì đã sống ở đây chục năm nên cũng quen thuộc cả rồi Shichi và Togami không biết thanh bảo kiếm có vai trò ra sao trong bộ tộc nhưng có vẻ nó không quan trọng với cô bé lắm. Cả hai vẫn chưa rõ nên vẫn phải giữ tâm thế sẵn sàng chiến đấu. Dù là với trẻ con, còn cô bé Izuza, Tuy ngoài mặt có vẻ vui tươi như vậy nhưng bản thân lại rất đau lòng trước sự ra đi của mọi người. Togami sau đó có hỏi Shichi còn biết điều gì mà vẫn đang giấu cô không thì cậu vẫn còn. Cậu biết cô là con gái của người mà cha cậu đã giết trong cuộc khởi nghĩa năm xưa. Nhưng cậu vẫn chọn phục vụ cô. Shichi sau đó đã hỏi cô định làm gì với cậu sau khi thu thập đủ 12 bảo kiếm. Cô vẫn chưa nghĩ đến điều đó. Thực chất là cô có câu trả lời rồi nhưng vẫn chưa thấu đáo với nó. Nên trước mắt cô muốn cả hai cứ tiếp tục với việc thu thập kiếm còn về sau thì cô sẽ cho cậu câu trả lời cậu muốn nghe vậy thì shichi đã đi ngủ luôn togami thấy đây là lần hiếm hoi cậu ngủ trước cô cô sau đó cũng ngủ luôn còn shichi thì thật ra vẫn chưa ngủ sáng hôm sau cô bé izuza đã trở về cô bé đã mang theo thanh kiếm và togami không nghĩ nó là thanh cô cần nhưng vừa thả xuống thì nó đã khiến mặt đất bị lún xuống quả thật đây chính là bảo kiếm vì theo mô tả thì đây là thanh kiếm nặng nhất được tạo ra izuza cầm được thì cô bé cũng phải khỏe lắm lắm cô bé đang là người yếu nhất làng và theo văn tự trên kiếm thì thanh kiếm này chỉ có người xứng đáng mới cầm được Thế là Sichi sau đó đã quyết định làm kèo với Izuza. Cậu tin là nếu đánh bại được cô bé thì bản thân sẽ trở thành người xứng đáng cầm được thanh kiếm. Izuza đã lao lên trước nhưng nhảy không đến tầm để tấn công. Sichi sau đó buộc phải quay lại đáp trả và cố không làm cô bé bị thương. Cậu đã tung một trường đẩy ngã Izuza, nhưng cô bé lại thấy thích thú và vẫn chưa hề bại trận. Cô bé sau đó đã quay lại tấn công và liên tục khiến Sichi phải né tránh và bằng một cách nào đó, cô bé có thể chuyển hướng đòn tấn công ngay trên không trung và khiến Sichi dù đỡ đòn nhưng cũng bị gãy xương và lần đầu tiên togami đã phải xin thua để giữ mạng cho shichi ả à, nhẫn giả tàng hình thì đã ở nơi có thể thấy được ngọn núi tuyết và ở hy vọng togami và shichi vẫn còn sống đến lúc ả à tới ho ô và thanh niên chó săn thì đang cật lực đuổi theo ho ô không muốn lâm vào tình huống tệ nhất là mất cả một đầu lĩnh và mất cả liên minh với togami còn izu ra lúc này thấy có lỗi với shichi nên quyết định đi săn thịt thỏ về cho cậu ăn bồi bổ togami muốn biết là shichi có bị mất ý chí không thì cậu cho rằng lần này thua là do bản thân cậu chủ quan khi đấu với một cô bé nhưng cậu cũng không dám chắc bản thân có thắng được Izuza nếu khô máu hay không. Chỉ là cô bé không hề biết tí gì về võ thuật nên cách đánh khá là mông lung và khó đoán. Togami cũng biết là Izuza nói dối về vụ thanh kiếm. Quả thật cô bé muốn giao thanh kiếm cho cả hai, nhưng chỉ là nếu cả hai có kiếm thì cả hai sẽ lại rời đi và bỏ cô bé lại một mình cô đơn, nên việc này cả hai có thể hiểu và bỏ qua được. Còn cô bé lúc này đã quay lại nơi ngôi làng bị trôn vùi. Đúng là cô bé đã nói dối, nhưng cô bé muốn giữ cả hai ở lại thêm một thời gian nữa. Shichi và Togami lúc này đã đi nghỉ thì Izuza trở về và còn đánh gục luôn cả ả à nhẫn giả đã mò đến đây. Izuza đã kể lại chuyện cho cả hai nghe và Togami nhận ra đây cũng là một đầu lĩnh top đầu của làng nhẫn giả. Cô muốn ả à ta nên ra về vì họ sẽ tha cho ả, à, nhưng ả à nhất quyết muốn trả thù cho đồng đội và cũng khá cay khi thua một đứa nhóc. Nhưng Shichi còn thua nên ả à đừng có tự ti quá làm gì, nghe vậy thì đột nhiên ả à có cách để lấy mạng cả hai. Ả à sau đó đã tóm lấy tay Izuza và bắt đầu dùng nhẫn thuật tâm trí của ả à bắt đầu dịch chuyển dần sang người Izuza thông qua những hình xăm. ả à, sau khi hoàn toàn chiếm được thân xác Izuza thì cũng có được sức mạnh thể chất phi thường của cô bé. Togami giờ đã hiểu lý do ả à ta được đồn là sống lâu như vậy, là do có phép dịch chuyển tâm trí này. ả à, sau đó vui vẻ thử những sức mạnh mới có trên cơ thể này, không chỉ có được thân xác và sức mạnh mà ả à còn có luôn ký ức của Izuza. từ đó ả à biết cả làng của Izuza là bị thảm sát, nhưng cái đó ả à sẽ điều tra sau, vì giờ ả à đã sẵn sàng để lấy mạng cả hai. Togami biết là không còn cứu được Izuza nữa nên bảo Shichi đánh toàn lực, nhưng cậu cũng không chắc vì đang bị thương ở tay. Đã vậy đối thủ còn là người đã chuyển xác đến 2.000 lần và kinh nghiệm thực chiến nhiều hơn một tên chỉ mới đánh chưa quá 20 trận như cậu. Cậu sau đó đã né đòn từ ả và khiến vải băng bó bị đứt, nhưng cậu cảm nhận được gì đó nên cố tình né tiếp để kiểm tra và rồi cậu đã dễ dàng phản công lại. Vì một người có công pháp bài bản như cô ta đã giúp cậu có lại khả năng đoán trước hành động, thứ mà cậu không dùng được với Izuza. Togami khuyên ả là đừng nghĩ đến việc chiếm xác cô vì cơ thể cô yếu như cọng bún. Nhập vào là bị Shichi xử ngay. Ả không còn cách nào khác ngoài dùng bí thuật của thanh kiếm này. Togami hiểu ra lý do đây là song kiếm là vì nó có thể tấn công bằng cả hai đầu. Nhưng Shichi vẫn dễ dàng né và trưởng một cú toàn lực. Những hình xăm của ả bắt đầu mờ đi và biến mất. Shichi cố tình nhắm vào chúng là để giữ mạng cho Izuza, vì cậu dự định đưa cô bé đi theo và vác cả thanh kiếm này luôn. Đột nhiên ngay sau đó, ô và tên nhẫn giả chó săn tìm đến hắn đến để xin lỗi togami vì sự tắc trách của họ khi để ả nhẫn giả kia tự ý hành động và hắn muốn chịu trách nhiệm bằng cách cho cô mượn năng lực của tên chó săn này nếu ả trước kia có khả năng đọc ký ức của con người thì tên chó săn đây có thể đọc được ký ức của vật vô tri nhờ đó nên khả năng truy tìm là rất cao nhưng nếu cô vẫn không tin thì hắn đã ngay lập tức lấy đầu tên chó săn ra để tạ lỗi với cô hắn cho biết làng của hắn chỉ còn tên chó săn đây là hữu dụng nhất việc mất đi hắn thì làng nhẫn giả cũng chẳng còn quá đe dọa với cô nên liệu cô có chấp nhận lời xin lỗi Togami quá gây tẩm hô ô nên quyết định bỏ qua và bảo hắn rời đi cho khuất mắt cô. Trước khi rời đi thì hắn cũng nói luôn là một trong những thanh bảo kiếm còn lại đã đổi chủ. Có vẻ như cũng có một kẻ nữa đi săn kiếm như cô và kẻ đó đã càn quét cả một thị trấn trong nửa giờ nên cũng không phải dạng dễ chơi. Vài ngày sau, Shichi và Togami buộc phải đổi lộ trình nên đã nhờ Izuza đưa giúp thanh kiếm đến địa điểm thủ phủ giúp cô. Lúc lên thuyền đi đối đầu với kẻ săn kiếm mới nổi, Shichi đã thừa nhận bản thân hơi tiếc nuối khi thua Izuza nhưng Togami không xem việc đó là thua mà chỉ là Izu ra vung bừa kiếm rồi trúng cậu. Nhưng cậu cũng chẳng cần lo vì sau khi thu thập kiếm xong thì cậu sẽ có cơ hội tái đấu với cô bé. Ta lúc này biết được người đã tàn sát cả một thị trấn để lấy đi bảo kiếm kia chính là Nanami. Cô đã chán việc ở đảo chờ Shichi trở về rồi, giờ cô muốn đi săn lùng bảo kiếm và chờ đến khi Shichi tự đến gặp cô. Cô đã tiến vào một ngôi đền và sát hại hết những người giữ đền ở đây. Và ở hiện tại, Shichi và Togami đã theo sự chỉ dẫn của thuộc hạ công chúa Tây mà đến đây đối đầu với Nanami togami muốn anh ta trở về với công chúa nhưng anh ta ở đây là để đánh giá thanh kiếm mà togami luôn mang bên mình còn shichi lúc này thì không hiểu lý do gì cả hai lại đánh nhau nanami chỉ cần giao thanh kiếm cho togami là được rồi nhưng cô không thích cô muốn xem shichi đã phát triển ra sao sau nửa năm qua đồng thời cũng thực sự muốn đấu với cậu một trận sinh tử cả hai đều là những thanh kiếm và shichi đã được dạy là xem chủ nhân là trên hết nên cậu quyết định sẽ không nương tay cả hai sau đó đã lao lên giao chiến và trong cách chiến đấu của Nanami thì cô vẫn chưa hề tung hết sức. Shichi dù có mạnh lên trong nửa năm qua ra sao thì vẫn thua trước đôi mắt có thể học mọi thứ chỉ bằng một cái nhìn. Nói cách khác là cửa thắng của cậu gần như bằng không, cậu sau đó đã lao đến tung bí kỹ của bản thân. Nhưng chỉ lơ là một giây và Shichi thấy bản thân đã ở trên trần nhà, cơ bản là Nanami chỉ tóm và ném cậu lên. Cậu không hiểu sao cô có cơ thể yếu ớt đó lại ném được cậu thì cô nhắc cậu nhớ về sức mạnh tương tự mà Izuza có. Nói cách khác, người đã thẳng tay tàn sát cả bộ tộc trên núi tuyết kia chính là cô cậu không hiểu sao nanami lại thẳng tay tàn sát con người đến vậy thì cô cho rằng bản thân chỉ đang nhổ cỏ dại cô cho biết bản thân đã trải qua rất nhiều trận chiến để đến được đây và cô đã học được rất nhiều kỹ năng từ đó và cô còn biết được điểm yếu lớn nhất của shichi một điểm yếu mà mọi đối thủ trước giờ của cậu đều không nhìn ra cô vốn dĩ đi tìm để nhắc cậu về điểm yếu đó nhưng giờ đã nghĩ lại cô tuyên bố bản thân có thể thắng cậu chỉ bằng ngón út và cô sau đó đã liên tục tung đòn nhưng với lực nhẹ nhất chỉ để đánh gục cậu xuống sàn Cô đã cố tình dùng khinh công để giảm nhẹ lực chứ nếu nghiêm túc thì cậu đã chết được hơn 200 lần rồi. Không ai biết lý do tại sao Nanami lại không còn cơ thể yếu đuối như trước nữa thì cô đã cho cả ba thấy việc bản thân đã đâm bảo kiếm vào người. Đây là ma kiếm. Thứ có thể giúp cơ thể chủ nhân không còn một điểm yếu nào nữa hết. Cô sau đó bảo Shichi rời đi và trở lại khi nào đã mạnh hơn nữa và tự tìm ra được điểm yếu của bản thân. Hầu cận của công chúa sau đó đã về báo tin. Mọi thứ anh ta chứng kiến về Nanami đều được báo lại cho công chúa việc togami kéo được shichi về đội là một lợi thế nhưng cũng vì đó mà kéo theo hệ lụy là sinh ra một con quái vật mạnh nhất nhật bản ho ô và đầu lĩnh cánh cụt lúc này cũng biết tin về nanami và bên công chúa lẫn ho ô đều chỉ còn nước là kỳ vọng vào việc togami sẽ nghĩ ra một kế sách gì đó để đánh bại được nanami hôm sau togami và nanami đã có dịp ngồi lại để tâm sự togami hỏi có cách nào để nanami giao lại ma kiếm hay không và tất nhiên chỉ có giao đấu là cách duy nhất nanami khá thất vọng khi đã giao shichi cho togami Togami đã khiến Shichi từ một thanh kiếm sắc bén trở thành một con người với lòng nhân tử. Nanami quyết định xem như Shichi là một thanh kiếm hỏng và cần bị loại bỏ. Togami sau đó đã về phòng để sút cho Shichi một cái vì cậu cứ nằm y đó mấy ngày. Cô hỏi lý do gì mà cậu chưa bao giờ nói việc bản thân cậu yếu hơn Nanami. Cậu sợ nói ra điều đó thì cô sẽ chọn Nanami thay vì bản thân. Cô bảo cậu là đồ ngốc vì cô chỉ có duy nhất một thanh kiếm là cậu. Cô cũng chẳng phải hạng cao siêu gì mà cũng đã thất bại không ít lần. Nhưng chưa lần nào cô nằm y rồi tự kỷ mấy ngày như cậu. Sẵn đây thì cô cho biết bản thân đã nhìn ra điểm yếu trong chiêu thức của Si Cụ thể là chiêu bí kỹ của cậu chính là liên hoàn bảy đòn kia. Thật ra nó là liên hòa bảy chiêu thức của cậu và vấn đề nằm ở chiêu thứ tư. Đó là một chiêu dùng để đánh xuyên giáp và việc cậu dùng chiêu đó giữa liên hoàn yêu cầu về tốc độ đã tạo ra sơ hở để Nanami nắm bắt được. Nanami lúc đó đã cố tình cho cậu thấy một chiêu thức liên hoàn là như thế nào. Nhưng kể cả biết được điều đó thì vấn đề còn lại vẫn là đôi mắt của Nanami. Cậu không thể qua mắt được chị gái nhưng cái đó Togami cũng đã có dự liệu. Lúc rời đi, Togami không hiểu sao nanami lại cố tạo nên một trận đấu mà shichi phải hoàn toàn thắng và lấy mạng cô nanami thật ra đang muốn chết nhưng phải là chết dưới tay shichi như cách cậu đã ra tay với cha thời gian sau đó shichi đã tích cực thay đổi thứ tự của bảy chiêu thức nhằm tìm ra kết hợp ít sơ hở nhất togami sau đó đã đến tìm nanami để bàn vài thứ và được nanami chấp thuận cô sau đó tiện hỏi ngoài lề là tại sao gia đình shichi lại bị đầy ra ngoài đảo nanami cho biết cha của cả hai bị buộc tội là đã sát hại vợ của mình mẹ của hai chị em là một trong những gia tộc lớn nhất thời đó theo lẽ thì cha của họ đáng ra đã bị xử tử nhưng vì là anh hùng thời chiến quốc nên được giảm nhẹ không ai biết cha của hai chị em có thật sự giết mẹ hay không vì bí mật thật sự vẫn chìm trong bóng tối lý do nanami nói ra là để togami hiểu rằng gia tộc nhà cô xem việc hạ sát thành viên trong gia đình là lẽ thường nanami biết togami đã có kế sách nhưng cô sẽ không đời nào vượt qua được đôi mắt tinh thường này của bản thân nhưng togami đã thật sự có cách cô sau đó muốn nanami đấu với shichi ở trước tượng phật kiếm thế là nanami đã nhận kèo tối đó cả ba đã đến trước tượng phật kiếm để giao chiến shichi vẫn muốn cảnh báo rằng chiêu thức sắp tới của cậu không còn là cái mà nanami đã biết nhưng cô vẫn không do dự nên togami đã bắt đầu đếm ngược bắt đầu vừa đếm đến một thì nến trong điện đồng loạt tắt không có ánh sáng thì nanami không thể nhìn và không thể học được chiêu thức của shichi cậu đã tung combo đòn mới và hạ được nanami togami đã tính toán kỹ và sắp xếp để nến tắt cùng lúc khi cô mở đèn lên thì shichi đã có thể đi đến và lấy được ma kiếm còn nanami thì vẫn chưa chết nhưng ngay sau đó thì nanami đã tỉnh lại và cho biết bản thân từ đầu chẳng cần đến ma kiếm vì nó chỉ đang ăn sinh lực của chủ thể để cấp năng lượng cho người đó nhưng cô vẫn chấp niệm và muốn shichi lấy mạng cô thấy togami và shichi không còn động lực để đánh với cô nên cô đã tung một đòn cắt đi mái tóc dài đáng tự hào của togami mái tóc đó là thứ shichi thích nhất ở togami và điều đó đã khiến cậu tức giận nanami thấy cậu giờ mới chịu nghiêm túc nên đã lao lên chiến đấu cả hai liên tục tung đòn và né đòn thật ra Nanami muốn được Shichi giải thoát khỏi những cơn đau trên cơ thể. Việc cô cố tình học kỹ năng của người khác là có thể để tăng áp lực lên bản thân và khiến bản thân yếu đi. Và rồi khi cơ thể cô đã đến giới hạn thì Shichi đã đâm một đòn xuyên qua người Nanami, cô rất vui vì được giải thoát nhưng lại không thể nói ra sự hạnh phúc đó. Còn Togami thì qua trận chiến này đã hiểu được vô kiếm phái không phải là không dùng kiếm mà là không thể dùng. Sáng hôm sau, Togami và Shichi đã ngồi tâm sự về Nanami. Việc cô lao đầu vào chiến đấu cũng là để được chết, khả năng trời bạn của Nanami suy cho cùng cũng là một lời nguyền khi khiến cô có thể chất yếu ớt. Cả hai sau đó đã tiếp tục lên đường, và nơi tiếp theo cả hai sẽ đến chính là thủ phủ, nơi công chúa Hitei đang ngự trị và cũng là nơi Togami đã nhờ Izu ra mang kiếm đến. Shichi nhận thấy nơi này thật rộng lớn và chủ phú hơn hẳn những nơi họ từng đi qua. Cũng đúng thôi khi nơi này được mệnh danh là vùng đất của các kiếm sĩ, Shichi sau đó thấy một căn nhà khá là khác biệt so với những căn nhà khác. Cậu chê người rằng chủ của căn nhà này hẳn là có mắt thẩm mỹ rất tệ khi trang trí loài loài đã vậy trên cổng còn gắn thêm hai con cá coi bằng vàng nữa đúng chất làm để khoe khoang togami nghe thì cay lắm vì đây là nhà của cô mà cả hai sau đó vào nhà và togami có việc nên sẽ ra ngoài tiện thể kiếm thông tin về bảo kiếm luôn và cô muốn cậu phải chờ cô trong cái căn nhà loài loài này biết cô còn giận nên shichi cũng chẳng muốn cãi lại cậu sau đó đi quanh nhà và nhận thấy nơi này gần như chẳng có gì trong nhà cả cũng chẳng có gì làm nên shichi đành ra ngoài luyện tập đang tập thì cậu gặp được anh trai hầu cận của công chúa hi tây anh ta đã âm thầm vào đây và mục đích là để tìm Si Chi. Anh ta bảo là công chúa muốn gặp Si Chi để cho cậu thông tin về thanh bảo kiếm tiếp theo. Vốn dĩ anh ta không muốn nói cho Togami là vì một lý do. Si Chi đã không đi mà chờ Togami về rồi báo lại. Cô trách cậu không đi để rồi khiến cô phải đích thân đến gặp à công chúa khó ưa đó. Cô sau đó cũng đành vuốt mặt nể mũi mà đến gặp công chúa Hi Tây. Như đã lo thì cả hai ghét nhau ra mặt. Vừa gặp nhau mà Hi Tây đã lên tiếng cười nhạo mái tóc ngắn của Togami nhìn như con búp bê. Cô khá cay nhưng vẫn muốn chửi Hi Tây về vụ đầu tiên là cái từ cửa miệng chê Gio của cô. Công chúa đã biết nó là sai từ đầu mà vẫn chỉ bậy cho Togami. Cả hai sau đó bắt đầu ganh đua và cho rằng sắp tới sẽ là thời của bản thân. Cả hai ganh đua nhau xong thì quay về để vào việc chính. Togami muốn biết lý do mà Hitei lại giúp bản thân thu thập kiếm. Cô ta chỉ đơn giản là thích làm như vậy vì đằng nào hầu cận của cô ta cũng chẳng đi thu thập kiếm được. Cô ta chỉ có thông tin về một thanh kiếm chứ không phải cả năm thanh nên cô đừng trông chờ quá mức. Nơi cô ta đề cập đến lúc này chính là Edo tương truyền rằng nơi đó chính là xưởng rèn kiếm của vị thợ rèn huyền thoại kia và có một tay kiếm sĩ nguy hiểm thường xuyên lảng vảng quanh khu vực đó như thể người đó đang cố bảo vệ thứ gì đấy togami nghi ngờ có vẻ là xưởng rèn đó không hề chỉ là lời đồn nên quyết định sẽ đến đó thử vì Hô-ô cũng đã nói từ đầu là hắn sẽ không đến edo rèn kiếm vừa rời đi thì togami đã để ý đến món đồ trên kệ tủ của công chúa đó là một cặp súng nhưng công chúa lại bảo đó là đồ lưu niệm còn bên nhóm nhẫn giả của Hô-ô thì hắn đã xác định được vị trí của một cây và quyết định cho một đầu lĩnh đi lấy nó anh trai hầu cận kia lúc này đã chỉ dẫn đường cho cả hai đến vị trí chiếc hồ gần xưởng rèn kia, Togami đi trên đường thì mỏi lừ chân nhưng lại ngại không dám để Shichi bế, có điều khi đôi chân đã đình công thì cô đành phải lên cho Shichi bế, nhưng anh trai kia lại quay lại nhìn và cười khiến Togami ngại mà lại tiếp tục đi bộ, anh ta sớm dẫn cả hai đến nơi và rồi rời đi không chút dấu vết. Shichi và Togami sớm phát hiện được một con hình nhân bốn tay cầm kiếm đang đi tuần tra quanh con hồ này. Togami chỉ muốn tuần tra hôm nay nên không muốn đánh nhau vô ích cả hai chỉ cần tìm được đường đi qua hồ và đến được xưởng rèn là xong việc thế nhưng cả hai lỡ lớn tiếng quá nên suýt bị phát hiện si chi sau đó định lén lút đi từ phía sau để xử nó luôn nhưng vừa lao ra thì nó đã phản ứng mà quay lại tấn công si chi nhận ra con rối này chính là thanh bảo kiếm tiếp theo mà họ cần tìm trong lúc đó một trong bốn tên đầu lĩnh còn lại với cái danh là rùa ngàn tuổi đã chạm mặt anh trai hầu cận kia anh ta biết hắn đang đi săn một thanh bảo kiếm nên muốn đứng ra cản đường tên rùa nghĩ là chúng từng phản bội công chúa nên anh ta mới đi săn chúng để trả thù nhưng anh ta chỉ đơn giản là đang làm theo mệnh lệnh là ngăn chúng có được thanh bảo kiếm anh ta sau đó rút kiếm lao đến thì tên rùa cũng một nhát đâm gãy kiếm của anh ta hắn cầm kiếm của phương tây và ăn đứt hoàn toàn kiếm nhật bên togami thì đã tạm thời thoát được và ở nhờ lại một cửa tiệm ông chủ nhà đã nhờ togami định giá giúp ổng cái đĩa này nó là đĩa cổ nên chắc chắn sẽ có giá và dễ bị trộm cướp nhắm đến chi bằng ông lấy nó ra làm đĩa đựng thức ăn cho mèo thì sẽ chẳng ai ngờ đến mà trộm đi còn anh hầu cận kia lúc này đã lộ ra việc bản thân từng là người của làng nhẫn giả nhưng là làng nhẫn giả đã bị làng của đám này thanh trừng vào gần 200 năm trước. Anh ta sau đó vứt bỏ kiếm và hòa mình vào bóng tối, anh ta liên tục xuất hiện sau lưng tên rùa và khiến hắn chém loạn lên. Anh ta không tin làng của bản thân lại từng thua cái làng yếu ớt này. Tất nhiên làng nhẫn giả hiện tại của chúng không yếu, vì nếu để nói thì anh ta chỉ dè chừng mỗi hô ô. Còn mấy tên như tên rùa đây thì lại hơi dễ. Tên rùa sau đó đã bị đánh từ phía sau mà ra đi, còn Togami lúc này nhận thấy Shichi dường như có hứng thú và muốn biết về công chúa tây Cô nghĩ cậu đã thay lòng và để mắt để Hi Tây, nhưng thật ra cậu chỉ muốn biết thêm về đối thủ không đội trời chung với cô. Hi Tây với cô đều là người ngoại lai và ganh đua nhau từ lâu. Dù cô đã nhiều lần đánh bại Hi Tây nhưng cô ta có vẻ như vẫn thích bám đuôi theo cô, còn anh Hầu cận kia lúc này cũng đã quay về và báo cáo lại cho công chúa. Anh ta có đề cập đến việc vừa xử được một đầu lĩnh nữa của làng Ninja, cô nghĩ là anh ta vừa trả thù cho tổ tiên nhưng anh ta chỉ xem lệnh của cô là ưu tiên cô ta không biết togami giờ này đã nhận ra con hình nhân kia là bảo kiếm hay chưa thì anh hầu cận tin là rồi vì shichi cảm nhận kiếm rất tốt shichi và togami lúc này thì cũng đang bàn về âm mưu của công chúa là gì công chúa hẳn đã biết vụ con hình nhân và không nói ra là vì muốn togami mất đề phòng và bị nó xiên chết hoặc chí ít là shichi cũng sẽ bất cẩn và bỏ mạng để rồi togami không thể hoàn thành được nhiệm vụ mà bị trừng phạt và rồi cô ta sẽ bước lên nhận nốt phần việc thu thập bảo kiếm còn lại sáng hôm sau shichi và togami lại đến quan sát khu vực xung quanh hồ mà không đánh nhau với con hình nhân vội togami muốn shichi giúp cô trong việc vẽ lại bản đồ của cả nơi này sau vài ngày togami đã thành công vẽ ra được bản đồ của cả khu vực đường màu đỏ trong này chính là đường di chuyển của con hình nhân dựa vào đó họ sẽ có thể đặt bẫy được con hình nhân đó và cả hai cũng thi thoảng thấy con hình nhân dừng lại và đứng như đang tắm nắng hôm sau shichi đã đào hố trên đường đi của con hình nhân để đặt bẫy nhưng nó được tạo ra tinh vi đến mức một chân trước vừa sụt hố thì nó đã dùng hai kiếm để chống và nhảy qua hố nó sau đó lại đứng tắm nắng như thường ngày khiến togami cảm thấy gì đó tối đó shichi chẳng biết làm cách nào để đánh bại con hình nhân mà không phá hỏng nó thì togami bảo cô đã có cách tuy cách trước đó của cô thất bại nhưng cô cũng đã thăm dò đủ và đêm nay shichi lo mà thức trắng để chuẩn bị vì mai sẽ chính thức giao đấu hôm sau shichi liên tục phải tấn công con hình nhân nhằm ép nó vào thế thủ do hình nhân không giống con người cậu không cần phải dụ nó hoặc ra đòn nhử hay tấn công bất ngờ được, điều cậu cần làm là tấn công trực diện, ghi nhớ chiêu thức của nó để tìm cách khắc chế, con hình nhân sau đó đã bật trạng thái đánh trả và lao đến Sichi với bốn thanh kiếm đang xoay thành một cánh quạt sắc bén. Cậu đã né được nó và nhảy lên để lao đến tấn công thì nó còn một lưỡi kiếm trong miệng nữa. Cậu cũng đã lường được vì Togami đã đoán được cơ chế này của nó và bắt cậu học thuộc. Cậu nhớ lại việc bản thân cũng từng chẳng khác gì con rối này, chiến đấu theo lệnh và không hề có tí cảm xúc nào với đối thủ của mình. Sichi sau đó tiếp tục lao lên tấn công và sau cùng thì cậu đã khiến con hình nhân phải chuyển sang dạng mới. Nó vứt bỏ kiếm và quay ngược cơ thể và dùng chân để bay lên, cái này Togami cũng đã đoán ra. Nhưng con hình nhân lại nhắm và lao đến cô để tấn công buộc Sichi phải đến giúp cô. Cậu cho biết bản thân giờ không còn vô hồn nữa, tuy cậu làm theo lệnh và bảo vệ cô. Nhưng một nửa số đó cũng là vì quyết định của trái tim cậu, có thể cậu là một thanh kiếm nhưng linh hồn bên trong cậu vẫn là con người. Con hình nhân giờ cũng đã đến lúc hết điện, nó bắt đầu rơi xuống buộc Sichi phải chạy đến đỡ lấy, lúc đưa về. Togami cho biết việc nó đứng lại tắm nắng là để sạc điện, và cô đã đặt cược vào việc nó hết điện trước hay Shichi sẽ kiệt sức trước, mà bỏ qua vụ đó vì giờ cô muốn tháo con hình nhân này ra để đề phòng. Shichi thấy tội cho nó và Togami cũng thông cảm với cậu, vì con hình nhân này cũng vì mệnh lệnh của chủ nhân mà chiến đấu suốt cả trăm năm không ngừng nghỉ, nên kể ra cũng tội thật. Hôm sau, Togami đã gửi con hình nhân về cho Hitei vì cô vẫn muốn ở lại tìm xưởng của người thợ rèn kia. Công chúa Hitei nhận thấy giờ chỉ còn bốn thanh nhưng đám nhẫn giả thì vẫn còn đến ba tên cô bắt đầu thấy e ngại với chúng nên đã sai anh hầu cận đi ám sát hô ô cho cô shichi lúc này đang đào đất thì phát hiện một cái hộp gì đó nhưng togami bảo cậu cứ vứt đi rồi tìm cái xưởng bị chôn vùi dưới đống đất này cho cô cứ thế cậu đào cả ngày mà vẫn chẳng có tí manh mối gì một thời gian sau togami và shichi đã tìm đến một chủ nhân bảo kiếm khác togami phải đấu một trận cờ sogi để có thể giành quyền được tỉ thí cược kiếm cho shichi và togami đã thắng nhưng khi giao đấu thì chủ nhân bảo kiếm lại cáu lên vì shichi không mặc giáp cũng như cầm vũ khí Điều này là một sự xúc phạm và cô cũng thấy như này là không cân sức. Ai nấy đều nghĩ đây là một pha lo xa đến từ chị gái chủ nhân bảo kiếm kia. Nhưng chị ta nói là có lý do hết. Và một lần nữa, Shichi đã bị đánh bại. Thị trấn này là nơi của các cờ thủ Sogi tụ họp. Và nhóm Togami đã đến đây để gặp người nắm giữ bảo kiếm tiếp theo là Kiguchi. Thế nhưng cả hai đã thất bại trong việc lấy được thanh kiếm. Shichi rất thất vọng về bản thân nhưng Togami không trách cậu. Cả hai nhận thấy Kiguchi có vẻ không bị chất độc từ những thanh kiếm làm mất đi lý trí. Vì bằng chứng là cô sẵn sàng giao ra thanh kiếm, có vẻ như thanh bảo kiếm lần này là thanh duy nhất không mang trong mình chất độc ăn mòn tâm trí của vị thợ rèn kia, nhưng giờ Sichi gần như chẳng thể thắng được Kiguchi bằng cách thông thường như họ vẫn làm nữa nên họ phải nghĩ ra cách khác mới được. Shichi nhận thấy Kiguchi có khí thế rất sắc bén và là một người cực kỳ nhiệt huyết với kiếm đạo, và quả thật là trình độ của cậu vẫn chưa đủ để đánh lại cô. Shichi có hỏi Togami có kế sách gì hay không thì cô mấy lần trước tìm được kế sách là do sức mạnh của Shichi vẫn cân kèo với đối thủ chứ giờ thì khác do cậu hoàn toàn bị ao trình hẳn cả hai đang trò chuyện một lúc thì kiguchi tìm đến cô đến đây là vì bản thân cô đã suy nghĩ về trận đấu hồi chiều và thấy nó quả thật không công bằng cô cho rằng shichi yếu quá mức nên có một đề nghị là mời cậu đến võ đường của cô để học một khóa và rồi tái đấu sau còn trong lúc đó nhóm của hô ô đã tìm đến một cái hàng trong này chứa một trong những thanh bảo kiếm còn lại thanh kiếm này đang bị ghim trong đá và khó có thể rút ra hô ô cho biết đây là một phong ấn và phong ấn này đang ngăn chặn tà khí từ thanh kiếm phát tán ra ngoài và phải cẩn thận khi rút thanh kiếm này ra, quay lại với Shichi. Cậu quyết định là vẫn sẽ đến học kiếm đạo thử, Togami đã nhận xét Kiguchi là một con người quá chính trực. Cô sẽ không chấp nhận việc bản thân có hơn đối thủ lợi thế nào khi giao đấu, cô muốn hai bên phải công bằng. Và có vẻ sự chính trực đó đã khiến Kiguchi trở nên khác người. Dẫn đến cả võ đường giờ đây gần như chẳng còn môn sinh nào, dẫu biết bản thân không thể dùng kiếm nhưng Shichi quyết định vẫn đi thử. Sáng hôm sau, cậu đã đi đến võ đường và Togami thì dỗi nên không chịu đi theo. Shichi đã đến gặp Kiguchi và cô tuyên bố từ gửi cậu phải hành xử như đệ tử của cô. Và việc đầu tiên là lau chùi võ đường, Shichi và Kiguchi đã cùng nhau lau sạch sẽ võ đường. Và đúng lúc này thì Togami cũng đang đi đến võ đường với hy vọng là Shichi sẽ thích thú khi thấy cô đến xem cậu tập luyện. Ấy thế mà lúc cô đến nhìn thì thấy cả hai đang ở tư thế như đang hôn nhau, vì quá ghen và cũng quá ngại nên cô đã chạy đi. Còn Shichi thật ra chỉ đang cúi xuống cho Kiguchi bắt giúp con bọ trên đầu cậu. Cô không cho Shichi giết con bọ vì võ đường không phải nơi để giết chóc. Togami thì cố tỏ ra là mình ổn và không ghen gì cả nhưng miệng có thể nói dối chứ trong lòng thì không. Shichi sau đó đã bắt đầu tập vung kiếm và cứ vung cái nào là kiếm bay cái đó, dáng đứng khi cầm kiếm trông cũng khá dị. Tối về, Shichi đã thấy Togami ngủ đấy rồi. Cậu thấy học kiếm đạo khá mệt nhưng cũng khá thú vị. Có điều Kiguchi thì hơi nghiêm khắc quá, Togami đã bật dậy và bắt đầu bắt bẻ lại về việc Shichi bảo là không thích kiếm trước đây. Hay có khi nào cậu đã điếu đổ trước Kiguchi hay không? Cô giận Shichi ra mặt còn cậu thì chẳng hiểu sao tự nhiên cô lại tỏ cái vẻ khó ở này. Sáng hôm sau, Shichi lại đến tập, đang tập thì cậu bị rách áo nên đã cởi ra cho Kiguchi vá lại. Nhưng Togami ngoài kia lại nghĩ là cả hai định đi tập luyện trong nhà tắm, cô sau đó lại xấu hổ mà chạy về. Đến tối, Shichi hôm nay về muộn hơn thường ngày và cậu đã kể lại những thứ cậu học được từ Kiguchi. Nhưng Togami chỉ muốn cậu để ý đến bữa ăn mà cô đã chuẩn bị để chờ cậu về cậu bảo bản thân đã lỡ ăn với kiguchi rồi khiến cô bắt đầu dãy nảy lên ăn vạ và cho rằng cậu thích thì sang bên kia mà ở luôn đi đừng về với cô nữa thấy vậy nên shichi đành bảo là bản thân vẫn hơi đói nên sẽ ăn với cô cậu muốn cô sau này cứ ăn trước mà khỏi phải chờ thì cô cho rằng ăn một mình chán lắm sáng hôm sau togami đã xuống bếp nhờ người chuẩn bị và làm cho cô một cái cơm nắm thật to cô sau đó đem đến võ đường cho shichi còn cậu lúc này đang được kiguchi chấn chỉnh lại tư thế đứng cả hai vô tình vấp ngã lên nhau và khiến togami một lần nữa hiểu nhầm Cô sau đó chạy về và nước mắt cứ rơi mà không rõ lý do. Cô đứng suy nghĩ đến cuối ngày và quyết định tự chấn chỉnh lại bản thân. Tối đó, Chi lại về và kể những thứ cậu học được ở bên kia. Và dù đã qua 10 ngày thì cậu vẫn chưa học được cái gì tiến triển. Nhưng dẫu sao thì vẫn rất thú vị. Hôm đó ở võ đường, Chi đã có thể đứng vung kiếm một cách bình thường. Kiguchi cho biết Chi là người học trò đầu tiên cô có. Thú thật là cô rất muốn giao thanh kiếm này cho cả hai vì nghĩa vụ quốc gia nhưng cô vẫn có chút ích kỷ. Vì thanh kiếm này rất có ý nghĩa với cô. Ngày trước, Cô đã định bỏ kiếm thuật để theo nghiệp đánh cờ Sogi. nhưng khi trưởng môn đời trước ra đi thì cô buộc phải bỏ cờ xuống mà cầm kiếm lên. Nhưng võ đường lại khó có thể hoạt động nếu không có học trò. Nhưng nhờ thanh bảo kiếm này mà cô đã phấn chấn lên. Lúc chạm vào nó thì cô có cảm giác như được tái sinh. Cô đã từng có suy nghĩ rằng kiếm pháp của gia tộc chắc chỉ đến đời của cô là hết, nên cô quyết phải trở thành một kiếm sĩ tài ba để không hổ thẹn với đời và với cả gia tộc. Si chi nghe vậy thì cũng thấy có chút đồng cảm vì hoàn cảnh của cậu cũng tương tự với cô. Cậu hiện cũng đang là người còn lại cuối cùng của vô kiếm phái và cậu không chắc nó có còn được lưu truyền về sau nữa hay không còn trong lúc đó tại hang ổ của nhóm hô ô hắn đã có được thanh kiếm bị phong ấn hắn thấy khá là nực cười khi làng nhẫn giả liên tục bị nhóm togami đánh cho đến mức tàn tạ như bây giờ vậy mà chúng lại có được thanh mạnh nhất trong số 12 thanh bảo kiếm trước cả togami nhưng giờ chúng vẫn chưa muốn chạm trán với togami vội mà sẽ đi tìm kẻ đã giết tên đầu lĩnh rùa trước đó vừa sẵn tiện loại bỏ bớt kẻ thù vừa chôn cất cho đồng đội luôn hô ô đã lấy cánh tay của tên đầu lĩnh chó săn ghép vào bản thân để tận dụng triệt để năng lực dò tìm này tuy vẫn chưa thành thạo nhưng vẫn có thể xài được chúng vừa định lên đường thì anh hầu cận của công chúa Tây đã tìm đến để xử lý chúng còn togami lúc này cho shichi biết là từ giờ cậu không cần đến tập nữa vì cô đã tìm ra cách để cậu thắng được kiguchi và cách cô đưa ra là sự may mắn nghe xong thì shichi cũng chỉ biết bật ngửa quay lại bên kia hô ô và đầu lĩnh cánh cụt đã rời đi và để cô gái đầu lĩnh còn lại đối phó cô ta đã rút ra hai chiếc roi và mỗi chiếc roi là hàng chục cái roi nhỏ khác cô liên tục xoay vòng để roi quất liên tục trong một khu vực nhất định nó vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ anh hầu cận định né hết roi để lao đến thì bị roi tước đi mất kiếm nên phải lùi lại chiêu thức này còn có thể ngăn được bí kỹ ám sát từ sau lưng của anh hầu cận buộc anh ta phải đứng ra xa và dùng đến con bài cuối cùng thấy anh ta không có vũ khí nên cô nhẫn giả đã lao đến để rồi anh hầu cận rút ra cặp hàng nóng đã lấy đi của công chúa và cái thời này thì làm gì có ai khắc chế được súng cơ chứ anh ta không phục cô vì đã cố gắng hết mình thậm chí liều cả mạng sống vì nghĩa vụ khác xa một kẻ đã vứt bỏ con đường nhẫn giả như anh giây phút cuối cùng cô đã nhớ về người yêu là đầu lĩnh bướm đã bị Nanami sát hại trên đảo trước kia. Quay lại với Shichi, cậu nói là không muốn hạ Kiguchi bằng thủ đoạn nên Togami cho rằng cậu đã thay lòng. Cậu không hiểu sao 10 ngày qua cô cứ lôi vấn đề tập luyện của cậu ra để phàn nàn cáu gắt trong khi chính cô là người bảo cậu đi học hỏi người ta. Shichi đã bảo là cô rất tệ nên cô cho rằng bản thân quả thật đã sai khi để Shichi đi, nhưng cậu không thể đơn phương chấm dứt mối quan hệ mà cả hai đã vun đắp. Có điều thứ Shichi bảo tệ là cái kế sách của cô, kế sách của cô là chú tâm vào sự non nớt của Shichi và cả sự chính trực của Kiguchi. Nhưng 10 ngày qua cậu đã được Kiguchi huấn luyện nên đâu còn non nớt nữa, thế là cô hôn Shichi một cái khiến kiến thức 10 ngày qua trôi đi cái vẻo. Sáng hôm sau, cả hai đã đến võ đường của Kiguchi và thành công thuyết phục cô đấu với Shichi. Togami sau đó đã đánh 9 ván cờ với Kiguchi và thắng với tỷ số 4-5. Đến trận của Shichi, cả hai sau đó đã vào thế và Togami bắt đầu đọc những nước cờ shogi mà cô nghĩ trong đầu. Tâm trí của Kiguchi sau đó ngập tràn hình ảnh về cờ shogi và bắt đầu suy nghĩ lại những nước cờ đáp trả Togami. Để rồi mất tập trung và bị Shichi hạ gục. Tuy khá chóng vánh nhưng đây chính là chiến thuật tâm lý mà Togami đã nghĩ ra. Cả hai sau đó đã có thể lấy kiếm đi và Shichi thấy việc Togami vừa làm khá là chơi xấu. Ừ thì nó là chơi xấu thật nhưng đâu có ai cấm không được nói chuyện về cờ shogi ở đây đâu. Không phạm luật là được. Shichi thấy Togami cũng khá pro trong môn shogi này. Nhưng Togami cho rằng một phần cũng là vì Shichi đã cho Kiguchi thấy kỹ thuật của cậu và khiến cô thua tâm phục khẩu phục. Shichi sau đó được Kiguchi giao lại thanh kiếm, cô cho rằng bản thân không còn cần nó nữa. Và nếu cả hai sau này có dịp thì cứ quay lại tỉ thí với cô lần nữa cũng được. Cả hai sau đó vừa đi vừa nói chuyện thêm về việc có khả năng đám ninja cũng đã lấy được đâu đó một hai thanh rồi, và sớm thôi thì cả hai sẽ lại chạm mặt chúng. Một thời gian sau, Togami lúc này không biết đang đào một cái hố để làm gì đó. Cô vừa đào vừa nhớ về lại ký ức lúc cô chứng kiến cảnh cha mình bị cha của Si Chi hạ sát. Cô sau đó đã bất tỉnh buộc Si Chi phải chạy xuống để đưa cô lên nghỉ ngơi. ba ngày trước, lúc cả hai mới đến đây thì cảnh tượng nơi đây đã khiến Si Chi có một cảm giác nhói trong lòng, còn Togami thì cứ im lặng mà chẳng nói gì. Cô đột nhiên nhìn thấy hình ảnh cả tòa thành bốc cháy và được Si Chi gọi trở về thực tại. Cô cho biết ở nơi đây có một vị tiên nhân và chắc chắn Si Chi sẽ sớm gặp được. Đột nhiên vị tiên nhân đấy xuất hiện và biết cả hai là ai cũng như việc cả hai đang săn tìm bảo kiếm. Tiên nhân sau đó biến lớn lên và cho biết thanh kiếm được chôn sâu 30 mét ngay tại vị trí này và để lấy được thì Togami phải tự đào đất lên. Sẻng sau đó được đặt cạnh cô chứng tỏ lời của tiên nhân không phải đùa. Cô đã đào suốt 3 ngày và Chi nghĩ là cô nên nghỉ ngơi và tìm cách đàm phán với tiên nhân. Nhưng cô không chịu vì cô không ưa người đó. Cô sau đó đã tiếp tục đi đào còn Chi thì muốn biết lý do cô trở nên lạ lùng như vậy kể từ ngày gặp vị tiên nhân đó. Cậu sau đó thấy cô lại đi đào tiếp, còn cậu thì đột nhiên được đưa đến gặp vị tiên nhân kia cậu hỏi sao người lại chôn thanh kiếm đi thì thanh kiếm đó là được chính người thợ rèn huyền thoại tặng cho vị tiên nhân đây nhưng vì không muốn vứt đi nên tiên nhân đã chôn nó tiên nhân sau đó đã giải thích cho si chi nghe về bản chất của bản thân rằng tiên nhân chẳng là gì quá cao siêu hình dạng của tiên nhân mà cậu thấy đây là hình ảnh của một người trong ký ức của cậu mỗi người sẽ thấy tiên nhân là một hình ảnh khác nhau tiên nhân đã kể cho cậu nghe về chuyện của chiếc gương thần trong chuyện bạch tuyết và rồi cho rằng bản thân đây cũng như chiếc gương thần phản ảnh lại cảm xúc của chính người nhìn vào chi sau đó nhìn thấy hình ảnh của những đối thủ cũ mà cậu đã chạm chán và họ là những người cậu đã để vụt mất cảm xúc của cậu khi thấy họ là sự tội lỗi và hối hận tiên nhân sẽ phản chiếu hình ảnh mà cậu không muốn thấy nhất hình ảnh mà bản thân cậu đã tự chôn vùi để tâm trí được thanh thản một khi ở gần tiên nhân con người sẽ phải đối mặt với những ký ức đen tối nhất dù muốn hay không trong lúc đó hô ô và đầu lĩnh cánh cụt là hai người duy nhất còn lại đầu lĩnh cánh cụt có hỏi hô ô biết anh hầu cận kia là ai không hô ô đã có phỏng đoán nhưng chỉ hy vọng là bản thân nhầm vì người hắn nghĩ đến đã chết từ lâu và có lòng tự tôn rất cao nên sẽ không đời nào phục vụ công chúa hô ô dự định khi thu thập nốt bảo kiếm thì hắn sẽ về làng chịu trách nhiệm cho cái chết của 10 người kia rồi giao phó lại tương lai của làng cho thế hệ tiếp theo quay về với Shichi, đang nằm xem togami thì cậu lại gặp lại tiên nhân tiên nhân đã cho cậu xem hình ảnh về một ngày luyện tập với kiguchi cô đã gọi việc cậu dùng kiếm và yếu đi là một lời nguyền vì cô đã thử tí thí võ thuật với cậu và bản thân cô dù mới tập thì vẫn đủ sức đấu lại cậu và điều này chị cậu cũng đã từng nói qua trước đây việc cậu đã trải qua chính là hậu quả của việc một thanh kiếm muốn sử dụng kiếm cậu đã nhận thức được điều đó nên tiên nhân cũng chúc mừng vì cậu đã hiểu ra tiên nhân sau đó đã cho cậu biết một sự thật rằng tính cách mà bản thân đang có lúc này là được lấy từ ký ức của togami thế là tối đó cậu đã hỏi cô thử thì cô thú nhận tính cách của tiên nhân lúc này là từ cha cô cách nói kiêu ngạo cách đùa cợt nhả và cả thái độ ung dung và còn hay thích ép cô lao động chân tay từ khi tới đây thì cảm xúc về cha đã tràn về trong đầu cô lúc hấp hối thì ông đã nói với cô một điều gì đó rất quan trọng nhưng cô đã quên mất Đến sáng Sichi mới nhớ để kể cho Togami là thanh bảo kiếm mà tiên nhân có là được đích thân người thợ rèn huyền thoại tặng cho. Còn về việc Togami đã quên đi lời cha thì tiên nhân muốn cô phải tự đối mặt với quá khứ còn không thì sẽ không thể nhớ ra được. Togami sau đó đã gợi ý cho Sichi đi đánh với tiên nhân một trận và biết đâu cậu sẽ rút ra bài học gì đó. Tiên nhân và Sichi sau đó đã gặp lại nhau và quyết định đấu với nhau một trận. Mở đầu trận đấu, Sichi đã liên tục ra chiêu nhưng vẫn không chạm vào người tiên nhân. Cậu nhận ra tiên nhân không hề tấn công cậu mà chỉ tập trung né đòn. Togami lúc này thì đang dần nhớ lại về ký ức. Những lời dạy của cha ùa về nhưng vào khoanh khắc cha của Shichi đến hạ sát ông thì cô đã quá sợ mà chẳng nghe được lời cuối ông nói là gì. Và cô thấy ngột ngạt khi phải cố nhớ lại điều này. Tiên nhân cho biết nếu sức mạnh của Shichi là 10 thì bản thân chỉ là 7. Nhưng sức mạnh của Shichi bị chia đôi công và thủ. Vậy phần công của cậu chỉ còn 5 còn của thủ của tiên nhân thì là 7. Chính vì không đủ công nên cậu mới không thể chạm đến được tiên nhân. Đánh mãi chẳng được gì khiến Shichi bắt đầu rỗi. Tiên nhân muốn cậu đừng giận vì tính cách này là từ ký ức của Togami mà thôi. Shichi ngồi bệt xuống không đấu nữa vì thấy đây không giống một trận đấu, cậu cho rằng gợi lại ký ức xưa chẳng có gì vui cả. Tiên nhân nói trong trận này ông đã giúp cậu học được một điều là đánh nhau thật vô ích. Thắng hay bại đều vô nghĩa vì cả hai quá thiếu quyết tâm, Togami đã hứa hẹn với cậu rằng đây sẽ là một trải nghiệm tốt khi đấu với tiên nhân. Nhưng bất cứ trải nghiệm nào từ đánh nhau đều là vô bổ, trải nghiệm duy nhất mà cả hai thu về được chỉ là sự đau buồn mà thôi. Tiên nhân chê bai cậu đi theo Togami cả năm trời rồi cũng không học được điều gì, cảm xúc cậu học được và dành cho Togami cũng chẳng giống yêu. Tiên nhân dù không rõ mục tiêu của Togami là gì nhưng ông chắc rằng mục tiêu đó không xứng để cậu phải hy sinh, vì trên đường đi này cậu đã giết không ít mạng người. Tiên nhân sau đó đã dặn nói lại với Togami những điều như vừa rồi, và hẳn là giờ này cô đã kiệt sức dưới cái hố rồi. Nghe vậy Si Chi liền chạy đi tìm cô, trên đường đi cậu đã nhìn lại vài hình ảnh trong quá khứ và nhận ra bản thân chiến đấu là vì Togami, nếu không vì cô thì cậu đã không chiến đấu. Không cần biết cậu có yêu cô hay không, cậu sau đó đã xuống hố và cho Togami biết về trận đấu vừa rồi của cậu. Và đột nhiên cô nghe kể thì đã nhận thức ra được vấn đề. Cô đã nhớ ra di ngôn của cha và tìm được thanh bảo kiếm. Cô sau đó đã đến gặp tiên nhân và biết rằng cái vỏ này thật ra chính là bảo kiếm. Đây không phải thanh kiếm dùng để tấn công mà là để kiểm điểm lại bản thân con người, nên nó mới không có lưỡi kiếm. Cô sau đó đã nói ra những suy luận của bản thân về thanh kiếm này và cũng cả về tiên nhân. Cô cho rằng cách để si chi đánh bại tiên nhân xem chừng khá đơn giản chỉ cần Si Chi cũng chuyển đổi sang thế thủ như ông và không làm gì cả là được. Sẵn đây thì cô đã hỏi tiên nhân về người thợ rèn huyền thoại kia, ông chẳng nói được gì nhiều vì đã quá lâu nên cũng quên gần hết rồi. Chỉ có điều duy nhất ông nhớ là thanh kiếm của vị thợ rèn đó chỉ toàn đem lại phiền phức nên ông đã chôn nó ở đây và sau này thì phủ của nhà Togami được xây lên. Đồng thời ông cũng tiết lộ thêm một sự thật chấn động khác, đó là một trong những thanh kiếm mà vị thợ rèn đó tạo ra chính là người đang đứng cạnh cô kia. Chính là Shichi, cậu là một trong những thanh bảo kiếm mà vị thợ rèn đó đã tạo ra. Thực chất cũng không hẳn, đúng hơn là người thợ rèn đó đã góp phần xây dựng nên vô kiếm phái này hẳn đó là một phần lý do mà vô kiếm phái không thể dùng được kiếm tiên nhân sau cùng đã hỏi thử lời cuối của cha cô là gì tất nhiên chỉ là lời mà một người cha yêu quý con gái sẽ nói rằng cha rất yêu cô tiên nhân sau đó cũng biến mất và mọi thứ cũng quay về như ban đầu cả hai giờ sẽ trở về thủ phủ và shichi muốn qua gặp lại kiguchi một chuyến thì togami gen mà không chịu cậu nhắc cho cô nhớ việc bản thân sẽ hết lòng chiến đấu vì cô khiến cô định nhảy lên hôn cái nhưng shichi đã thấy gì đó ở phía trước cả hai lên xem thì nhận ra đây là đầu lĩnh cánh cụt cậu ta cầu xin cả hai hãy cứu hô ô cả trăm năm trước lúc thời kỳ chiến quốc đang loạn lạc người thợ rèn huyền thoại kia đã vô tình gặp được trưởng môn đời đầu tiên của vô kiếm phái người đó lúc này đang tập kiếm nhưng người thợ rèn cho rằng kỹ thuật của trưởng môn dù có luyện ra sao cũng không khá lên được nên chi bằng ông sẽ giúp người đó mạnh lên theo cách khác quay về vài ngày trước lúc shichi và togami vừa lên đường thì cả hai biết là giờ chỉ còn hai thanh cuối cùng nữa mi vỗ ngực tự hào vì kế sách của cô mấy lần liền đã giúp họ có được bảo kiếm nhưng si thấy kế sách của cô đa phần là vô dụng mà toàn phải dùng đến vũ lực còn tối hôm đó hô ô và cánh cụt đã chạm mặt anh hầu cận kia hô ô đã từng nghi ngờ về thân phận của anh ta nhưng giờ thì đã có thể chắc chắn Tuy đã thay đổi nhưng bản chất và cách chiến đấu của anh hầu cận chắc cũng chẳng khác xưa là bao hô ô đã chạy ra để giao chiến một một với anh ta và quả thật trình độ và khả năng của cả hai vẫn thật là kinh ngạc phi tiêu và ám khí liên tục được ném ra rồi rơi đầy trên mặt đất cả hai đã từng là bạn và cùng học nhẫn thuật của nhau có thể nói ngang tài ngang sức anh hầu cận cho rằng bản thân đã chết một lần nhưng đó là cái chết tâm lý và chủ nhân hiện tại của anh ta là công chúa đã phủ nhận cái chết đó nên anh ta đã nhận cô là chủ nhân và thay tên đổi họ để ở bên phục tùng cô nhìn thấy cân sức này khiến cánh cụt lo lắng nên đã ném thanh kiếm qua cho hô ô khi hô ô đỡ lấy thanh kiếm thì dường như chất độc mạnh mẽ từ thanh bảo kiếm nhanh chóng thấm vào hắn hô ô đã mất đi lý trí mà một tay chém ngang cổ anh hầu cận và rồi chạy tới chém một đường vào cánh cụt để rồi sau đó trời sáng thì được shichi và togami đi ngang và gặp được đang thoi thóp trên đường được biết thì ho ô đã cầm thanh kiếm đi về phía nam theo lời togami thì cánh cụt là một trong các nhẫn giả mạnh mẽ nhất trong số các đầu lĩnh và chỉ đứng sau ho ô cậu ta nắm giữ một nhẫn thuật mà có ngày sẽ vượt qua cả đi qua ho ô nhẫn thuật của cậu chỉ cần đứng im là có thể sử dụng được nên thể trạng trước giờ vẫn luôn nhỏ bé như vậy vì đã biết chuyện của ho ô nên hai người cũng mau chóng khởi hành và để cánh cụt lại ở lại trọ shichi hỏi sao không xử luôn thì cô không muốn đổ máu mà không có lý do Mục tiêu của cả hai lúc này là vị trí mới của làng nhẫn giả, đó là nơi mặc phủ chứa trụ sở bí mật. Togami nhận thấy cả hai chỉ cần đến làng nhẫn giả này nữa là chính thức đi khắp nơi trên Nhật Bản, nếu sau trở về thì cô sẽ vẽ lại bản đồ của cả nước để đem bán. Với cả giờ đây cô cũng đoán được nơi ở của Thanh Bảo Kiếm cuối cùng là ở chỗ của công chúa Hy Tây. Sẽ chẳng lạ gì nếu cô ta đang giữ bên người một thanh, cô ta có thể sẽ âm mưu đàm phán với cả hai để có khả năng lấy được tất cả những thanh kiếm khác. Nhưng với tính khí đó thì có lẽ cô ta còn đang âm mưu tiêu diệt cả Togami nữa. Togami nói rằng cô ấy vẫn muốn được ở bên cạnh Shichi khi cuộc hành trình này kết thúc. Không giống với cô công chúa kia, cô không có thân tín hay một cánh tay đắc lực nào. Tất cả chỉ toàn những kẻ vướng đường nên cô không tin ai cả. Cô tạo dựng và phá hủy tất cả những mối quan hệ của mình nhiều lần. Cô nhiều lần cố hạ gục Hitei cũng vì chuyện này, nhưng mà cô không muốn làm như thế với Shichi. Cô cần sự yên bình khi ở bên cậu muốn cậu trở thành người mà cô có thể dựa dẫm. Cậu cũng không còn nơi về nữa nên nếu cô muốn thì cậu có thể đi với cô, Cánh cụt lúc này đã tỉnh dậy và thấy bản thân vẫn lành lặn mà không bị Togami xử lý. Cậu nghĩ có lẽ Shichi đã thay đổi con người Togami nên sau đó đã mặc đồ để chuẩn bị đuổi theo, nhưng vừa ra đến cửa thì anh hầu cận kia đã ở đây. Anh ta muốn loại bỏ cánh cụt vì đây là điều tốt cho công chúa, thì ra hai cây súng lục anh ta cầm theo chính là thanh bảo kiếm mà Hitei đã có ngay từ đầu. Anh ta đã dùng hai khẩu súng để bắn, tuy nhiên cánh cụt chỉ đứng im mà vẫn không viên đạn nào trúng. Đây là nhẫn thuật của cậu ta, băng hoại vận mệnh. Vận may của cậu lớn tới mức xóa bỏ cả chân lý vũ khí của cánh cụt là nhu cầu thoạt đầu di chuyển khá chậm đây là kỹ năng cộng hưởng với băng hoại vận mệnh nên ném ra thì nó sẽ càng nhanh và chúng bất kể vị trí nào trừ nơi cậu ta đang đứng thế nhưng anh hầu cận đã khai thác được lỗ hổng thì chưa thức này anh ta đã bắn chúng ba viên vào cánh cụt anh ta nhận ra rằng nếu đạn của anh ta đàn hồi như nhu cầu của cánh cụt thì sẽ có một số viên sẽ bắn chúng và qua được băng hoại vận mệnh thế là một viên vào đầu cánh cụt để dứt điểm vài ngày sau Shichi và Togami đã đến được ngôi làng nhẫn giả. Người dân ở đây đã bị sát hại và không một ai còn sống ngay cả phụ nữ trẻ em cũng không tha hô ô xuất hiện ở giữa làng hắn là hiện thân của loài chim bất tử nhẫn thuật của hắn gọi là nối sinh mạng tước đoạt tuổi thọ từ kẻ khác để gia tăng tuổi thọ của bản thân không chỉ thể lực và khả năng còn tước đoạt cả tính cách bằng cách vay mượn kinh nghiệm sống hắn tự mài rũa bản thân và mạnh mẽ hơn thế nhưng khả năng này đã bị phản tác dụng hắn cầm lấy thanh kiếm và rồi bị nó hấp thu lại giờ đây tâm trí của hô ô đã không còn mà chỉ còn tâm trí của kẻ đã tạo ra những thanh bảo kiếm người thợ rèn huyền thoại shikizaki shikizaki đã dụ cả hai tới đây ông ta đã biết trước được đường cả hai sẽ đi nên đã đặt cánh cụt ở đó ngoài là thợ rèn thì hắn cũng là thầy bói togami giờ mới hiểu được tại sao những thanh kiếm của ông ta có thể bóp méo được vật lý đến vậy và cả đám đầu lĩnh của làng ninja cũng có những khả năng mà quả thật một con người bình thường không thể nào đạt được hắn đã bóp méo lịch sử để lật đổ chế độ mặc phủ ở quá khứ và hiện tại này các đầu lĩnh của làng ninja về lý thuyết không hề tồn tại trong lịch sử nguyên bản nhà togami cũng thế cha của togami biết sự thật này nên ông đã tạo ra một cuộc chiến vì muốn giữ lại lịch sử như những gì nó đã từng còn si chi hay đúng hơn là vô kiếm phái là thanh kiếm cuối cùng hắn đã rèn ra tuy trưởng môn đầu tiên của vô kiếm phái không đạt được đến độ hoàn mỹ nhưng nền tảng hắn đã để lại cho người đó đã giúp hậu thế như cậu phát triển thêm hắn đã từng dự đoán được là sẽ có một kiếm khách thiên tài sẽ xuất hiện trong vòng 150 năm và liệu người đó là cha cậu hay là chính si togami không muốn nói thêm nữa vì đàm phán đã thất bại đương nhiên sẽ tiến lên đấu một trận để giành kiếm Shichi sau đó đã lao lên tung đòn nhưng Shiki Zaki liên tục né được. Hắn sau đó đã đẩy Shichi ra và lao đến tung một nhát buộc cậu phải né gấp. Hắn sau đó quyết định cho Shichi xem tuyệt chiêu của hắn. Hắn lao đến hỏng đâm cậu nhưng bị né. Hắn nhanh chóng đổi hướng. Nhưng từ lần của cô bé Izu ra thì cậu đã luôn đề phòng đối thủ có thể chuyển hướng đòn trên không như này. Khi Shichi đã bắt bài thì cậu ngay tập tức thi chiều combo 7 chiêu của cậu và thành công hạ được Shiki Zaki. Cả hai sau đó đã lên đường và Togami không chắc liệu kẻ vừa rồi có thật là Shiki Zaki hay không hay chỉ là hô ô phát điên nhưng dù sao thì cô cũng biết cả làng ninja đã bị tuyệt diệt bởi khả năng cao là giờ này cánh cụt cũng đã đi nốt rồi chiều đến cả hai đã chờ ở một ngôi đền để chuẩn bị quay về mặc phủ lấy thanh kiếm cuối cùng nhưng lúc cả hai sắp lên đường thì đột nhiên anh hầu cận tìm đến đây anh ta đến để chúc mừng vì cả hai đã sắp hoàn thành chặng đường nhưng anh ta sau đó cũng nói ra việc bản thân đã biết thân phận thật của togami và rồi anh ta rút súng ra bắn cho cô hai phát rồi bỏ đi anh ta cho rằng nhiệm vụ của bản thân giờ đã hoàn thành nên có đánh với Shichi cũng chẳng được gì nữa. Shichi sau đó đã ở bệnh Togami và muốn cô ráng lên, vì nếu không có cô thì cậu sẽ chẳng biết phải làm gì. Cậu đã chọn chiến đấu vì cô, nên giờ chẳng có cô thì cậu phải chiến đấu vì thứ gì. Nhưng cô cho rằng bản thân đã chỉ dạy đủ cho cậu suốt một năm qua. Cậu cũng đã cho cô thấy được rất nhiều thứ, dạy cô rất nhiều điều. Cô có thể vui vẻ, hạnh phúc và mỉm cười là nhờ có cậu cậu không muốn cô chết và rồi bắt đầu nhắc lại những mong muốn mà cả hai đã hứa với nhau sau khi thu thập hết bảo kiếm nhưng cô cho rằng đó là nói dối vì khi làm xong cô sẽ giết cậu cô luôn xem tất cả mọi người kể cả bản thân chỉ là công cụ cho mục đích của mình cô sống một cách tính toán việc tha thứ cho môn phái đã giết cha mình là không thể cậu đã hỏi cô tại sao cô lại cho cậu thấu hiểu cảm xúc nếu chỉ xem cậu như một con tốt cậu sẵn sàng chết nếu có lệnh của cô có điều dù tâm trí cô nói ra là vậy nhưng con tin cô đã thấy rất hạnh phúc hạnh phúc vì cô sẽ không phải ra tay giết Shichi. Cô sau đó đã khuyên Shichi là nên quên hết mọi thứ về cô và sống một cuộc đời theo ý mình. Trong lúc đó, công chúa Hitei đã đến gặp mạc chúa của nơi này. Cô ta là hậu duệ của thợ rèn Shiki Zaki kia. Cô ta tới đây và cho mạc chúa biết sự thật về việc gia tộc cô ta là nhà tiên trí. Mục đích của Shiki Zaki khi tạo ra những thanh kiếm này là để thay đổi mạc phủ. Vì nếu cứ đi theo đường lối hiện tại thì Nhật Bản vài chục năm tới sẽ bị diệt vong bởi những đất nước ngoại bang bên kia bờ biển. Đột nhiên anh hầu cận đến báo là Shichi đang đột nhập vào đây, Shichi lúc này đã chạm mặt quân lính và xông thẳng vào đây để tàn sát những kẻ cản đường, không còn Togami kiểm soát nên giờ cậu sẽ làm những gì bản thân muốn, Mạc Chúa không tin là một tên có thể xâm nhập được vào đây thì Hitei đã cho ông ta biết Shichi là ai, và việc cả ngàn quân lính của ông ta cũng chẳng cản được nổi Shichi đâu, Hitei tin Shichi chính là thanh kiếm hoàn mỹ nhất mà người thợ rèn đó đã tạo ra. Thế là cô ta đã bảo Mạc Chúa cho 11 cận thần của ông ta cùng anh hầu cận của cô ra đối đầu với Shichi. Anh hầu cận đã cho quạ đến báo với Shichi là cứ đi thẳng lên đỉnh tháp. Ai nấy đều nghĩ Shichi đến trả thù cho Togami, nhưng không, cậu đến để chết. Cậu sau đó bước vào tháp và chạm mặt kẻ đầu tiên, hắn cầm thanh kiếm của tên ninja bị Shichi hạ trên đảo. Hắn lao đến thì bị Shichi kẹp kiếm lại và bẻ gãy, đồng thời cho một đấm đo sàn. Tầng thứ hai, tên này cầm thanh kiếm của Kaku. Hắn lao đến trực diện thì Shichi đưa hai tay bắt thanh kiếm lại và bẻ gãy nó. Tầng thứ ba là một căn phòng đầy kiếm. Đây là hàng loạt thanh kiếm bản sao và thanh bản gốc của Meisai ở ngôi đền ngày trước nhưng chi chỉ việc lao thẳng đến và trưởng ả à ta một cú xong game, đến tầng thứ tư. Đây là kiếm của đệ nhất kiếm khách mà chi đã đánh bại trên đảo kia, tên này vừa cầm kiếm lao đến thì Sichi đã bắt lấy và bóp vỡ thanh kiếm một cách dễ dàng. Đến tầng thứ năm, tên này mang bộ giáp của Kanaza. Cậu đã đấm móc để hất hắn lên trên rồi nhồi thêm một cú. Cả cơ thể hắn lẫn bộ giáp đều nát bấy sau đòn đó, kế đến là thanh song kiếm nặng trịch của Izuza. Tên này đã dùng nhẫn thuật để khiến kiếm nhẹ hơn, do đó sức mạnh của nó xem như mất hết. Sichi nhẹ nhàng lướt qua và tiễn hắn lên đường. Tên tiếp theo đã dùng con dao mà Nanami dùng trước đây. Sichi vì để tưởng nhớ chị nên đã lao đến và tung hàng loạt đòn mà chị cậu đã dùng lên cậu trước đó khiến hắn chết đến gần 300 lần. Kế đến là một ả cùng con hình nhân kiếm. Sichi nhẹ nhàng xử lý cả đôi và rồi đi tiếp. Đến thanh tiếp theo là của Kiguchi. Tên này sẽ tha cho Sichi và để cậu đi. Nhưng hắn làm gì dọa được cậu nên cậu lao đến tung một đòn vừa bẻ gãy kiếm vừa bẻ luôn cái cổ hắn. Đến thanh kiếm không lưỡi của vị tiên nhân cậu bảo cô bé kia ném nó đến chỗ cậu và cậu đã đánh bật nó lại khiến cái vỏ kiếm đó cũng vỡ nốt cậu sau đó lên tầng tiếp theo thanh ma kiếm mà hô ô đã cầm tên cầm nó cũng bị mất trí nên si chi dễ dàng tiễn một tên như vậy lên đường chỉ sau một đòn toàn bộ 11 thanh cậu đã thu thập đều đã bị một tay cậu phá hủy và giờ chỉ còn lại cặp súng lục của công chúa hy tây si chi giờ mới ở đỉnh cao sức mạnh khi không bị giới hạn bởi việc giữ mấy thanh kiếm an toàn công chúa sẽ chờ cậu ở trên kia nếu cậu đánh bại được anh hầu cận cô ta dù biết nếu shichi chết thì kế hoạch của shiki zaki dày công sắp xếp sẽ bị phá hỏng nhưng cô ta cũng muốn xem thử kết quả của một trong hai hướng đi ra sao cả hai đã có một cuộc trò chuyện nhỏ trước khi lao vào giao chiến shichi được togami dặn là phải sống nhưng giờ cậu không cần phải nghe theo nữa anh ta biết dùng kiếm đánh không lại nên rút súng ra thì shichi đã cố chạy đi như thể né đạn thế nhưng khi dừng lại thì cậu cho biết bản thân cố ý hứng hết đạn vì chỉ muốn chết anh ta tôn trọng mong muốn của shichi nên đã lao đến cầm súng để đánh cận chiến cả hai liên tục ra đòn ở tốc độ cao và cơ thể Shichi đã bị thương nặng. Nhưng cậu đã có cơ hội để tung ra kỹ năng nâng cao của cậu, combo 8 đòn liên tục. Cậu đã hạ được cả anh hầu cận lẫn phá luôn cặp súng, đồng thời tự hủy hoại bản thân. Thanh kiếm hoàn mỹ nhất mà Shiki Zaki từng tạo ra, Shichi sau đó đã lên gặp công chúa và cả tên mạc chúa. Công chúa cho biết tên mạc chúa được định sẵn là phải chết thì tương lai mà Shiki Zaki muốn mới được tạo ra, lời trước đó cô ta nói chỉ là lừa ông ta nhằm khiến ông ta chủ quan. Tất nhiên Shichi cũng căm ghét ông ta khi ép Togami phải đi thu thập bảo kiếm. Cậu sau đó tiến đến và tung một trường hạ gục ông ta và để công chúa sống vì vốn dĩ cô không ghét gì Togami cả. Sau vụ việc hôm đó, Shichi đã lên đường định rời đi nơi khác. Và Hitay đã bám theo cậu. Cô cho biết kế hoạch của cô đã thất bị khi đời tiếp theo của mạc chúa đã lên ngồi. Lịch sử vẫn sẽ chẳng bị thay đổi tuy nhiên công chúa tin là những chiến binh của Nhật Bản sẽ không dễ gì để đất nước này lụi tàn. Shichi sau đó quyết định sẽ đi ngao du đến những nơi còn lại của Nhật Bản. Không ai biết sau đó cậu đã ra sao chỉ biết là sau sự kiện ở Mạc Phủ, Shichi vẫn sống như Togami mong muốn. Và những người đã chết, dù là có ý nghĩa hay không, thì cũng cầu cho họ có thể tìm thấy được ánh sáng. Và phim đến đây là kết thúc.